tử giấc trần ai. Mong nhờ đúc huệ soi đường tôi, chớ nhiễm nghiệp phiền, chớ đắm say. Đắm say một phút cội lành xa, sớm tỉnh trì tâm trong quỷ tàn. Tám điều ngăn cấm. Hôm nay tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên ban phổ trì giáo lý trung ương Phan Chí Tâm lên thuyết đề tài tám điều giam cấm. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương xã Khánh Bình, kính thưa đồng đạo Phạm Trung Cang là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo trực thuộc ban phổ trì giáo lý trung ương đến từ xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Kính thưa đồng đạo Võ Quang Khải là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện An Phú, hội đồng để tham dự. Kính thưa quý nhà mạnh thường quân, quý đồng đạo cao niên kỷ trưởng, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 niên Giáp Thìn, và hôm nay cũng là ngày 31 tháng 5 năm 2024. Chúng tôi và giáo lý viên Phạm Trung Ca cũng được sự phân công của ban phụ trì giáo lý ban trị sự trung ương, hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả quý vị đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau chia sẻ qua đôi điều giới luật trong đạo Phật giáo Hòa Hảo. Vậy thì lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa quý đồng đạo, vậy thì ngày hôm nay chúng ta kính thưa quý đồng đạo, như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã hội ngộ dưới mái đạo tràng của xã Khánh Bình để ôn lại qua giới luật của đạo cơ bản là những điều giới cấm trong bài lời phiên bổn đạo tám điều đang cấm mà Đức Thầy đã dạy. Bởi vì ngày xưa Đức Phật đã dạy giới minh như nhật nguyệt, diệt nhanh lạc châu, di trần bồ tát chúng do thiện hành chánh giác, có nghĩa là giới sáng như mặt trời, như mặt trăng, như hạt châu anh lạc, bồ tát đông như vi trần, nhờ hành trì giới luật mà thành quả vị cho đặng chánh giác. Cho nên hôm nay người tu mà nếu không giữ giới thì bằng như chúng ta chưa phải là kẻ tu hành. Vì vậy cho nên giới luật là một cái chuẩn mực đạo đức, là một pháp tu căn bản để giúp cho đồng đạo chúng ta tiến hóa từ một con người lặn hụp trong bể trầm luân thống khổ này, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta được trở thành Bồ Tát, được trở thành Phật, được về nơi cuối cùng an dưỡng quốc, để rồi chúng ta thoát đọ trầm luân trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì ngày hôm nay tôi và quý vị chúng ta sẽ ôn tập lại qua bài lời phiên bổn đạo tức tám điều đóng cấm. Thì qua bài thi này, qua bài văn bản này thì Đức Thầy chỉ gãy gọn có 449 từ với cái tựa đề lời phiên bổn đạo. Thì đặc biệt trong phần sấm thi Đức Thầy, thì trong các bài pháp luận thì Đức Thầy viết đến hai bài lời phiên bổn đạo, một bài tám điều đoạn cấm và bài lời phiên bổn đạo trong khi các trò ở trong biển mây sông khổ. Và hai bài này có hai cái điểm trùng, có ba cái điểm trùng với nhau. Một là trùng con số từ 449 từ, hai là trùng cái tựa đề lời phiên bổn đạo, và ba là trùng cái bốn câu kệ sau cùng
Cho nên chúng ta thấy cũng có những cái điểm mà mình cảm nhận là nó có hơi tương đồng, nhưng mà cái nội hàm thì mỗi bài mang một tính chất khác nhau trong cái quá trình tu hành, để giúp cho đồng đạo chúng ta từ đó mà mình tu tập đến chỗ giải thoát. Như vậy thì lời phiên bổn đạo thì Đức Thầy có viết cái lời dẫn nhập: khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu mình làm lỗi thì đứt bỏ và giữ những điều đã cấm sau đây. Vậy thì quý vị, khi mà chúng ta đọc cái lời dẫn nhập này thì mình mới phát hiện đây là điều đang cấm. Và đồng thời trong cái lời dẫn nhập này có bốn ý để thấy rõ rằng nếu đồng đạo chúng ta phạm vào bốn ý này thì coi như là chúng ta phạm giới. Thứ nhất, khi đã coi giảng. Vậy thì khi đã coi giảng nghĩa là chúng ta đã đang coi giảng, mà nếu đồng đạo nào không coi giảng thì coi như phạm giới luật. Bởi vì thầy dạy là khi đã coi giảng, mà giờ này chúng ta tu mà chúng ta không xem giảng thầy, không coi giảng thầy, bao nhiêu đủ phạm luật rồi. Rồi ý thứ hai nữa, khi coi giảng rồi thì chúng ta phải tự xét lấy mình. Kính thưa đồng đạo, ai hãy đáng xét mình, nếu còn thánh sống thì nên ra ngoài. Mà nếu như giờ này chúng ta tu mà mình không xét mình xét đồng đạo mình, xét hàng xóm mình xét người khác, thì xin thưa đồng đạo, đó là chúng ta phạm giới luật rồi. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải sửa sang những thói hư tật xấu. Mà nếu như hôm nay trong đời tu của mình, khi coi giảng, khi xét mình mà đồng đạo không chịu chấp nhận sửa sang những thói hư tật xấu thì đó là chúng ta phạm giới luật rồi. Thứ tư là chúng ta giữ các điều răn cấm sau đây, nếu mà không giữ thì chúng ta phạm luật. Vậy thì nội cái lời dẫn nhập này thôi là Đức Thầy đưa ra bốn ý này, chưa có dự điều nào hết thì đồng đạo thấy là chúng ta rất dễ vi phạm. Kính thưa đồng đạo, cho nên hôm nay người tín đồ Phật giáo và hảo khi quy y thì mỗi đồng đạo chúng ta phải coi giảng, mà không coi giảng là chúng ta phạm giới. Bởi vì mình có coi giảng thì chúng ta mới xét được mình được. Mình dựa vào sấm thi của Đức Thầy làm những điều cơ bản để chúng ta căn cứ vào đó xét coi điều nào mà Thầy dạy nên làm, phải làm, cần làm, rồi xét coi những cái việc xung quanh hàng ngày trong việc ăn ở cư xử của người tín đồ tại gia cư sĩ, điều nào đúng, điều nào không đúng, điều nào đỏ, điều nào giải thoát, điều nào trầm luân, điều nào gây lên cái sự oan nghiệt để rồi chúng ta phải chịu đau khổ. Thì mình biết được các điều đó thì chúng ta trên cái cơ sở đó thì mình mới tu hành được. Còn nếu giờ này đồng đạo mà chúng ta không có coi giảng thì coi như là chúng ta phạm giới luật. Và đồng thời khi đã coi giảng rồi thì mình bắt đầu mới xét trong nội tâm của mình. Khi đồng đạo mà có xét mình, đồng đạo mới thấy được những cái điều sái quấy. Mà đặc biệt mà chúng ta không xét mình, đời đời không bao giờ chúng ta thấy được những điều sai quấy đồng đạo. Cái quan trọng là chúng ta phải xét mình. Ai mà xét biết ăn năn, ngoài đầu hướng thiện, bằng tăng dắt dùm, như trong bài bấm hồng thầy đã dạy. Còn nếu như giờ này mình không xét mình không ăn năn, mình không ngoài đầu hướng thiện, thì Đức Thầy đâu có dắt chúng ta được. Lúc đó là ma quỷ nó dắt chúng ta, địa ngục trầm luân dắt chúng ta, hoàn toàn vô chúng ta mà. Thưa đồng đạo, như vậy thì khi xét mình, đồng đạo sẽ phát hiện được những cái đốm đen, những cái ô uế, những cái bẩn thỉu trong nội tâm chúng ta, trong hành động chúng ta, trong lời nói chúng ta. Khi mình phát hiện rồi thì trách nhiệm chúng ta phải đẩy ra ngoài. Cho nên cái mà cơ bản nhất ở đây muốn nói là ở trong nội tâm. Bởi nội tâm là chủ đồng đạo. Đức Thầy thì dạy chúng ta rất rõ, tức là đối với cái hành động chúng ta, việc làm do lĩnh tâm hồn khiến sai. Đức Thầy thì dạy việc làm do linh, do cái tâm hồn chúng ta nó sai khiến. Đức Phật thì dạy là khẩu dục do duyên ý dục, miệng chúng ta nói ra cũng do cái nội tâm chúng ta mà ra. Vì vậy cho nên sửa sang những thói tật xấu này, theo cái hiểu chúng ta nên sửa ngay những cái gốc khuất của tâm hồn, những cái đốm đen ở trong nội tâm chúng ta đồng đạo. Cho nên đồng đạo nhớ kỹ rằng nếu tu là Phật giáo hòa hảo, có hai điều đồng đạo nên lưu ý. Một là chuyển miền nam địa càng không diệu, lọc lẽ tà tâm sự đứng đầu. Như vậy thì hôm nay chúng ta tu hành, cái việc đầu tiên đứng đầu là chúng ta phải lọc lẽ tà tâm. Mình phải định thần dẹp hết tà tâm, mới đạt ở chỗ quần lai bổn tánh thần không quỷ nhượng. Chứ nếu giờ này chúng ta cứ chú trọng sửa cái tướng bỏ cái tâm là coi như chúng ta phá vỡ, không thể đạt được kết quả. Rồi chỗ thứ hai nữa, Đức Thầy dạy rất rõ, sự đầu tiên của người hành đạo là tốt sửa tư tưởng, tìm cách đánh đổ những tư tưởng xấu xa đem thay vào bằng những tư tưởng ngôn hòa đạo đức. Cho nên hôm nay việc tu chúng ta đầu tiên đứng đầu là chúng ta sửa cái tâm. Nếu mỗi đồng đạo chúng ta thực hiện được điều đó thì coi như là chúng ta trọn vẹn. Mà bằng ngược lại, những vấn đề này chúng ta làm không xong thì coi như chúng ta phạm giới luật rồi đồng đạo.
chưa nói đến một giới điều nào cả, chỉ có cái lời dẫn nhập thôi mà ba ý trên. Thì tôi tin tưởng rằng ở hội trường này chúng ta phạm rất nhiều đó, ba ý trên thôi là chúng ta nên mình phạm rất nhiều rồi. Rồi ý thứ tư là thầy mới dạy là và sửa sang, ý thứ tư thầy mới dạy và giữ những điều đang cấm sau đây. Thì đây chúng ta mới biết được đây là điều đang cấm, và Đức Thầy mới phân bổ ra làm 8 điều. Điều thứ nhất, Đức Thầy đặt rõ: ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điểm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Như vậy thì trong điều thứ nhất này, Đức Thầy đưa ra hai cái con đường: một là tứ đổ tường, chớ có nhiễm vào, người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn vách mang điều nhơ nhú. Như vậy thì uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điểm, đây là bốn cái, mình nói gọn là bốn bức tường. Nếu nói theo kinh sách, theo lời Đức Phật dạy, đây là bốn bức tường, bốn vách, tứ đổ tường, chỉ cần trong cái cá nhân đời sống một cá nhân nào đó, chỉ cần chúng ta xa vào, đụng vào một trong bốn bức tường này thôi, thì coi như là cả cuộc đời chúng ta là sụp đổ đồng bằng, không bao giờ chúng ta đạt được kết quả. Từ danh thôn tiếng tốt, từ nhân phẩm đạo đức, từ kinh tế gia đình, từ sức khỏe, bốn điều này nó sẽ kiên quệ mọi thứ trong mỗi con người chúng ta. Nói tóm lại, chúng ta có cái gì là chúng ta sẽ bị nó tiêu hủy, sẽ bị nó cướp mất. Chỉ cần chúng ta uống rượu, chỉ cần chúng ta cờ bạc, chỉ cần chúng ta á phiện, chỉ cần chúng ta chơi bời theo đàn điếm, thì thật sự các điều này là chúng ta không thể tránh khỏi. Như vậy thì uống rượu thì giờ này có thể là trong đạo chúng ta quý vị cũng rất ít, tuy nhiên cũng còn có một số, cũng không nhiều lắm. Cho nên chúng ta phải nhận định đúng cái lợi hại, nhất là hôm nay chúng ta là người tu, giờ này quý vị đừng uống rượu thế gian, để sau này ráng nhịn đi đồng đạo. Nếu đồng đạo nào còn uống rượu, chúng ta ráng nhịn chờ ngày thầy về, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta để được đặng chung cùng một tỷ quỳnh tương, mãn trong chờ vận thời đưa đến đặng chung cùng một tỷ quỳnh tương, hoặc là bồ đào đủ thánh trà tiên muôn năm cộng lạc chúa hiền tôi trung đồng đạo. Chúng ta phải cố gắng nhịn nha, nhịn bây giờ mới giữ được cái buổi tiệc quỳnh tương. Buổi tiệc này 10.000 năm mới có một lần, còn giờ này chúng ta cứ phạm một thứ đủ tường thì làm sao được đồng đạo. Cho nên thì nói như vậy, thật sự khách quan mà nói thì đồng đạo chúng ta ít có vấn đề phạm này lắm, tuy nhiên cũng còn một số ít thôi. Cũng có nhiều đồng đạo hỏi mình đó, bây giờ tôi bị đau thần kinh tọa, bị đau khớp, đau chân, rồi không uống đủ thuốc có phạm không? Xin nói là không, bởi chúng ta uống đủ thuốc sao phạm đồng đạo. Mình phạm là góc độ là chúng ta uống rượu để say sưa trong tiệc lễ gì đó thôi, còn uống đủ thuốc thì đây là cái vấn đề mà thật sự là chúng ta được phép để dùng chung với các loại thuốc theo cái toa của ông thầy thuốc. Sợ chúng ta uống lâu ngày ghiền thầy thuốc kêu ngưng thì mình ngưng không được, cứ mỗi ngày bữa nào cũng làm cốc cốc đó, thì cái đó là tự bản thân chúng ta là mình cảm nhận điều đó, thấy không? Cho nên là cũng mặc đi mặc lại. Rồi cái thứ hai nữa là cờ bạc thì xin thưa đồng đạo rất là rộng. Cờ bạc nó gồm có đá cá, có đua ngựa, có tài xỉu, cá cược, đá banh, vân vân, phải không đồng đạo? Hoặc là chúng ta bài bạc, nhưng mà các yếu tố đó thì thật sự là cộng đồng đồng đạo chúng ta ít, rất ít người phạm. Cái điều mà chúng ta phạm nhiều nhất đó là số kiến thiết. Tại vì tôi thấy rất nhiều đồng đạo, điều này thấy thầy nhiều luôn. Chẳng những đồng đạo mà anh em trong ban trị sự chúng ta vẫn còn mua số kiến thiết lại này. Như vậy thì khi mà đồng đạo cầm tờ số kiến thiết trong tay, tâm đồng đạo nghĩ cái gì tự đồng đạo biết. Tôi nhớ tuần thất của mẹ tôi từng thứ ba, tức là tuần trước đó, cái có một em cũng nhỏ nhỏ, nó đi vào trong cái chỗ làm tuần, nó bán vé số. Cái mình của miệng nói: con ơi, con đi chỗ khác bán thì ở đây không ai mua số đâu con. Cái đứa bé nói: chú ơi, con có bán được 5 vé là chú. Rồi nó nói câu cái mình không có còn được con nào nữa đồng đạo. Thì cái vị ngồi đây thì cũng có rất là nhiều vị dự làm tuần hàng tuần của thân mẫu mình. Cho nên thì khi đứa bé nói vậy, cái tôi nhớ có một số đồng đạo cũng là trong ban trị sự á: ê con, đứa người nào mua đâu con chỉ mặt cho chú coi. Thì đứa bé đó nó cười, nó không dám chỉ và nó bỏ đi đồng đạo. Cho nên thì thật sự là mình thấy đó, đồng đạo mình mua số nhiều lắm, tôi dùng từ còn nhiều lắm đó nghe. Cho nên thôi giờ này mình thật sự mình muốn thành Bồ Tát, muốn thành Phật thì cắt cái này đồng đạo à. Nếu đồng đạo còn mua tấm cái số vào cái mình phàm phu không? Mình rất là phàm phu. Mình là người tu mà mình còn mua cái số là mình quá là phàm phu. Tự mình hạ thấp cái nhân phẩm đạo đức, tự mình hạ thấp cái giá trị của người tu, tự mình hạ thấp luôn cả cái đạo của mình. Ta nói chàng tưởng gì, ông này ông tu đạo Phật giáo là ông còn mua vé số, bao nhiêu đạo thấy mình thổ thẹn với thầy không? Tôi nói mỗi khi quý vị chỉnh lễ thầy, nhìn đức thầy đạo thấy thổ thẹn không? Cho nên thôi đồng đạo à, mình bỏ đi quý vị à, cuộc trần ơi quá khổ.
trường đỏ đen là chỗ nhút nhơ. Biết bao người vì nó phải bơ vơ sự nghiệp hết gia đình tan nát, sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát lánh xa trường đổ mát với chan châm. Nếu lỡ cơ mô tả bắn tầm thân trí cực nợ lòng không chẳng dứt, chi cho bạn quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Mà Đức Thầy chúng ta đã giải rất rõ trong bài Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ Bạc Liêu. Và cái tiếp theo nữa là chúng ta bàn thêm là về á phiện. Thì theo tôi nghĩ là á phiện thì chắc có thể là đồng đạo chúng ta không phạm á phiện. Ngày xưa Đức Thầy dùng từ á phiện, nhưng mà ngày nay thì công nghệ thông tin, rồi công nghệ số, những cái phương tiện gần như nó đã phát minh, cho nên á phiện giờ này thành bột phiến, thành bạch phiến, thành nha phiến, rồi ma túy đá, ma túy ức thần, vân vân. Thì đó là những cái nhóm mà chúng ta nói chung, những cái nhóm đó là được liệt kê vào á phiện, được chiết xuất từ á phiện. Mà ngày xưa thì ông cha chúng ta đã sản xuất ra các loại ấy. Và đồng thời trong cái nhóm này, trong đó nó có luôn điếu thuốc lá đồng nào. Cái điếu thuốc lá cũng nằm ở trong cái nhóm này, chúng ta thấy rõ. Giờ rằng điếu thuốc lá không phải lá phiện, không dùng từ lá phiện để gọi, nhưng mà trong cái điếu thuốc lá mà chúng ta chi tiết ra thì có một phần của heroin trong, tức là nó cũng thuộc về cháu nội cháu ngoại của lá phiện, chứ không phải là thường đồng nào. Bởi vì nó có những cái chất mà nó gây nghiện ngập. Cho nên theo tôi nghĩ ở đây mình cũng nói vui với nhau nghe, bởi đồng đạo mình còn hút thuốc nhiều quá, nói qua ra thì nó mất lòng. Nếu đồng đạo đã thành Bồ Tát, đồng đạo muốn về có Phật thì chúng ta cắt đứt tại đây. Còn nếu đồng đạo chúng ta tu có ăn chay, có niệm Phật, có làm từ thiện mà đồng đạo chúng ta còn hút thuốc thì theo tôi nghĩ là chúng ta chắc là mình còn mến cái cảnh này hơn cái cảnh bên kia, chắc là mình muốn ở đây hơn, có đồng đạo. Cho nên giờ mình tu thì mình hưởng, mình phạm thì mình chịu, điều này mình nó chấp nhận thôi. Nhiều khi lời thẳng trái tay thường được việc, mà thuốc hay đắng miệng bệnh mong lành. Cho nên nhiều khi nó thẳng ra thì những đồng đạo mà có vi phạm thì thấy nó tự ái. Nhưng mà thật chất nhờ cái lời nó thẳng đó là biết đâu là mình bỏ thuốc. Mình bỏ thuốc ai nhờ? Bản thân mình nhờ, không có tốn tiền. Chẳng những bản thân mình nhờ mà vợ mình nhờ nữa, đỡ tốn tiền. Là con mình nhờ, cháu mình nhờ. Mình có đứa cháu nội mình cưng đó, mình ơi mình hung đó. Mà trên tay mình mà cầm điếu thuốc, đó là chúng ta đang đầu độc cháu nội mình đồng đạo. Nhất là những đứa trẻ sơ sinh 1-2 tháng tuổi, nó hít cái thuốc mà cái khói thuốc chúng ta phun ra đó, hít thụ động đó, thì xin thưa đồng đạo là phải nói gọn là rất là có hại cho những đứa bé. Liệu có hình dung đồng đạo đang hút thuốc là đạo đang giết cháu nội mình không, đang giết cháu ngoại mình không? Mình không thương mình thì thôi, phải thương con cháu mình chứ. Có nhiều người thương con cháu nữa, nhưng mà thương không có trí tuệ. Còn cái mà tôi nói là chúng ta thương có trí tuệ đó, có nhiều cái góc nhìn để chúng ta bàn vấn đề này. Tuy nhiên thì chỉ nó gọn thôi, nó nhiều đạo đủ hiểu đó. Giờ chúng ta chỉ cần bỏ thuốc là mình coi như là sống. Hồi đó đồng đạo biết tôi hút thuốc lắm à. Một ngày tôi hút như vậy là cỡ khoảng một gói, một gói rưỡi hero đó. Không có sai đâu đồng đạo. Rồi ơi tôi bỏ thuốc là càng ngày đồng đạo bỏ 6 cái lần mới được đó. Tôi nhớ mà nếu mà tôi không học giáo lý viên, chắc giờ này tôi chưa bỏ được thuốc đâu. Chuẩn bị ghi danh học giáo lý viên năm 2007 mới nhớ chàng rồi học giáo lý viên, không lẽ còn cầm cái thuốc coi sao được. Thì từ đó mà tôi bỏ luôn đồng đạo. Chứ thật sự là bỏ nhiều lần không được đó. Do đó thì tôi thương đồng đạo còn hút thuốc lắm. Đồng đạo ráng nha, ráng cùng với tôi, chúng ta thể quyết là mình phải bỏ. Những kẻ vào đạo không hút một điếu nào hết, trong đồng đạo rất thời gian là không hút điếu nào hết á, mình phải thệ nguyện bỏ mới được đồng đạo ạ. Mình phải bỏ, mình mới đạt được kết quả thành tiên thành thánh. Thì đó là những cái điều cơ bản nhất. Rồi chơi bời theo đặc điểm thì theo tôi nghĩ là chắc không có đâu. Đồng đạo chúng ta điều này là nói chung là mình đảm bảo là không có. Nếu có đi chăng nữa thì những thiểu số nào đó là mượn đạo thôi, tức là giả tu thôi, chứ thật chất ra cái người thật tu là không có. Và đồng thời chúng ta cũng răn dạy con em của mình, đây là những cái điều tệ hại. Mình là gia đình Phật giáo hoàn hảo, cái gốc là Phật giáo hoàn hảo, thì chúng ta phải nhớ các điều này để mình răn dạy con cháu của mình. Thì đó là những cái điều cơ bản trong tứ độ tu. Rồi những điều nó làm Đức Thầy dạy phải giữ cho toàn luân lý tam căn ngũ thường. Luân lý là những điều đạo đức tốt đẹp, thuần phong mỹ tục của con người trong cuộc sống loài người chúng ta. Luân lý được giữ gìn, luân lý được mở rộng thì giúp cho con người chúng ta càng ngày càng phát triển từ vật chất lẫn tinh thần. Và Đức Thầy dùng cái từ tam căn gọi là quân thần phụ tử phêu phu thê. Chỉ cần đồng đạo chúng ta hành được cái chữ căn đầu tiên là ở đất nước. Ngày xưa thì quân thần, còn ngày nay đồng đạo chỉ cần đền ơn đất nước là chúng ta đã thực hiện cái căn đầu tiên đó. Cái căn thứ hai là ông tổ tiên cha mẹ. Ngày xưa là phụ tử, chỉ cần giờ này chúng ta đền ơn tổ tiên cha mẹ là chúng ta đền cái căn thứ nhì rồi. Cái căn thứ ba là chỉ cần đồng đạo chúng ta một chồng một vợ sống đến ngày cuối cùng,
giống như lời Đức Thầy dạy là đạo chồng vợ thuận hòa tới đích thác, giống như Đức Thầy dạy yêu đương nhau đến phút cuối cùng vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc. Chỉ cần chúng ta chung thủy một chồng một vợ là coi như là chúng ta giữ được cái căn thứ ba. Rồi đồng thời ngoài tam căn, ba thầy còn dạy ngũ thường gồm có nhân, nghĩa, lễ, chí, tích. Cho nên cái cốt lõi của những cái điều này nó rơi vào ngũ thường đồng đạo ạ. Bởi vì khi một người mà giữ được ngũ thường là đảm bảo với đồng đạo người này không bao giờ phạm vào tam căn, và người này cũng giữ luôn cái nền luân lý. Và ngược lại nếu chúng ta phạm vào, nếu chúng ta phạm vào ngũ thường thì những cái này mất hết. Chúng ta phải giữ ngũ thường, đừng phạm ngũ thường thì mọi thứ nó sẽ nguyên vẹn. Ngũ thường là gồm nhân, nghĩa, lễ, chí, tích, đây là cương lĩnh của đạo Nho. Hành chữ nhân là không sát sanh, hành chữ nghĩa là không đạo tặc, hành chữ lễ là không tà dâm, hành chữ trí là không uống rượu, mà hành chữ tín là không nói dối. Như vậy thì ngũ thường năm cái món này nó đồng với ngũ giới của nhà Phật: bắt sát sanh, bắt đạo tặc, bắt tà dâm, bắt phòng nữ, bắt ẩm thủ. Và đây là năm cái giới mà ngày xưa Đức Phật chế ra để chi? Để cho người tại gia cư sĩ tu hành, tức là cho những tín đồ U Bà Di, U Bà Tắc, những người là cư sĩ tại gia tu hành. Thì hôm nay Đức Thầy chúng ta cũng nói theo Chí Thích Ca ngày trước, cho nên hôm nay Đức Thầy cũng vận dụng điều kiện này để đưa ra ngũ giới cấm. Cho nên Đức Thầy mới dạy ở đoạn khác: tam quy ngũ giới lòng an dinh theo, hoặc giả là ngày hàng giới ngũ quy tam, sắc không không sắc, bất phạm đổi thai, như Thầy rất rõ trong bài cảm tác. Vì vậy cho nên người tín đồ Phật giáo và ảo thì quý vị nên nghiên cứu kỹ ngũ thường là ngũ giới của nhà Phật đó. Bởi vì chúng ta chỉ cần phạm năm cái món này mà đặc biệt uống rượu, Thầy nhắc hai lần đúng không? Cái đầu nãy Thầy dạy là ta chính uống rượu rồi, mà trong đó là ở đây là tức là về cái chữ tính, về cái chữ trí thì Đức Phật, Đức Thầy cũng không cho chúng ta uống rượu theo cái cương lĩnh của đạo Nho. Cho nên chỉ cần trong đời tu của mình giữ được năm cái món này thường hàng này. Tại sao gọi là ngũ thường? Tức là thường hàng, ngày nào cũng thực hành, giờ nào cũng thực hành, tháng nào thực hành, năm nào thực hành. Nghĩa là còn sống là còn giữ, đừng nào chết thôi. Mà nếu còn sống mà còn giữ thì chết rồi thì sao? Thiệt lành cho mắt thấy non tiếng. Mà nếu mà đồng đạo mà còn sống mà không giữ được năm cái giới này đó là mê muội ác hung về địa ngục. Mình sẽ đánh mất cái thân người. Thân người chúng ta rất là khó, rất là khó được. Mà nếu giờ này chỉ cần chúng ta sát sanh, đạo tặc, tà dâm, rồi chỉ cần chúng ta phạm ngữ, chúng ta uống rượu là tự chúng ta giết chúng ta, tự chúng ta chuông vùi cái nhân phẩm đạo đức, tự chúng ta đưa chúng ta đi xuống thay vì chúng ta đi lên. Đồng đạo à, mình phải nhận định điều đó. Cho nên mình phải nhớ kỹ rằng thân người chúng ta còn hay mất ở kiếp đại sinh là do cái chỗ này nè. Ngũ thường, ngũ giới nhà Phật sẽ quyết định cái thân người chúng ta còn hay mất. Quý vị thấy các loài vật không, súc sanh rồi luôn cả ngạ quỷ địa ngục, rất là cực khổ. Đừng nói chi ngạ quỷ địa ngục, chỉ cần súc sanh thôi chúng ta đã khổ rồi đó. Cho nên mình mà lỡ có phạm thì quý vị nhìn cái đó đó, nhìn ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, như lời Đức Thầy dạy là chuyển luân trong nhân hoặc các loài căn mà ám làm điều dạy dột. Nhìn để chi? Nhìn để đồng đạo chúng ta răn đe, để chúng ta văn mạnh. Nếu như giờ này mà mình không thực hiện được năm cái món này là tương lai chúng ta rơi vào ba bát đạo đó đồng đạo. Cho nên qua điều đó cấm thứ nhất này thì Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ. Một mặt là Thầy dạy những điều nên tránh hẳn, một mặt là Đức Thầy dạy điều nên làm. Do đó điều thứ nhất này thì Đức Thầy trang bị chúng ta về cái phương diện nhân đạo, tức là đạo nhân, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay là chỗ này. Chỉ cần đồng đạo thực hiện trọn vẹn điều đó cấm thứ nhất là coi như đạo nhân chúng ta cơ bản, cơ bản, cơ bản nó hoàn thành. Mình đã có được một cái nền tảng trong một cái thiềm thang giải thoát, chúng ta trong một cái căn nhà, phải nói gọn là căn nhà Phật thánh sau này mà chúng ta thừa hưởng. Rồi đến điều đó cấm thứ nhì, Đức Thầy dạy rất rõ: ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm xuất sắc, lo làm ăn và lo tu hành chân chất, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Như vậy thì điều đó cấm thứ gì này có các ý như sau: thứ nhất là Đức Thầy dạy chúng ta là ta trở nên lười biếng. Như vậy thì khái niệm này gồm hai ý đồng đạo, có nghĩa là chúng ta không được lười biếng trong việc làm ăn, và đồng thời chúng ta cũng không được lười biếng trong việc tu hiền chân chất. Bởi vì ta trở nên lười biếng ở trước, rồi sau đó Đức Thầy mới dạy chúng ta bắt đỏ làm ăn và tu hiền chân chất nè. Vì vậy cho nên hôm nay người tín đồ Phật giáo và ảo không được lười lao động, mà cũng không lười biếng tu. Mình thấy nó rõ vấn đề này. Bởi vì nhiều khi đồng đạo chúng ta vì đồng tiền, vì cơm áo gạo tiền, mình rất là hăng say lao động, nhưng mà nhiều khi tu cái chúng ta lười biếng, tu hành mà không có chịu đi hành đạo, tu hành mà không có chịu gần gũi đồng đạo, tu hành mà tối ngày chúng ta chỉ nói chung là mình không có một cái gì đó năng nổ tinh tấn trên cái con đường tu hành của mình,
các pháp phương pháp tu hành của mình, thì xin thưa đồng đạo, các điều này là chúng ta vẫn phạm giới luật đó. Vì vậy cho nên về cái tính lười biếng thì không ai chấp nhận được. Như đoạn khác thì rất rõ rồi, khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lười, phải xuất sắc làm ăn cần thiết. Cho nên nếu nói về lười biếng thì không ai chấp nhận được đó. Bản thân chúng ta cũng thế, những người thân xung quanh của mình cũng thế. Cho nên tốt nhất là chúng ta phải năng nổ, chúng ta phải siêng năng, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng. Và đồng thời cái siêng năng ấy nó giúp cho cơ thể chúng ta hoạt động rất là tốt. Về phương diện thần kinh thì nếu đồng đạo mà siêng năng đó, thì chúng ta ít có suy nhược thần kinh lắm. Đây là tôi nói theo khoa học, để giúp cho chúng ta thần kinh mình lúc nào cũng nhạy bén. Và đó là những cái cơ chế giúp cho cơ thể chúng ta giảm bệnh tật và có thể là sống lâu. Còn nếu chúng ta lười biếng mà cứ tối ngày cứ ăn ăn ngủ ngủ rồi đời này đồng đạo biết, nếu ăn ngủ nhiều quá thì đó là tự chúng ta đầu độc mình, tự chúng ta giết mình. Trong khi Đức Thầy dạy rất rõ là quá sung sướng rồi quên đạo ngợi thì khác nào lời thú đường sắt, thầy không cho chúng ta đâu. Và đồng thời nếu đồng đạo chúng ta lười biếng mà không lao động đó, thì cơ thể chúng ta nó sẽ kiệt quệ, suy nhược đồng đạo. Chúng ta không lao động được đâu, mình phải có lao động. Ngày xưa ông cha mình đồng đạo biết sao ít bệnh không? Ông cha chúng ta lao động dữ lắm. Ngày xưa ít có xe cộ. Tôi nhớ hồi đó mà thời điểm tôi khoảng 15, 17 tuổi tôi đi làm, đi ruộng á, đi bộ mà đâu có xe cộ gì đâu đâu. Mà xe là sao chạy được? Đường xá nào lâu, giao thông ngày xưa xe chạy đâu có được, xe đạp chạy không được nữa kìa. Nhất là mùa mưa thế này là toàn đi bộ không đâu ạ. Cho nên từ ở cái cơ chế vận hành của chúng ta như thế mà giúp cho cơ thể mình càng khỏe mạnh. Cho nên hôm nay phải nhìn nhận về khoa học một chút, để chúng ta rèn luyện thân thể mình bằng cách là chúng ta phải sốt sắng, chúng ta không được lười biếng. Và bên cạnh đó Đức Thầy mới dạy chúng ta phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn. Ngày xưa mình chưa tu thì mình làm ăn thì nói chung nó cũng vừa, nhưng mà hôm nay chúng ta tu rồi chúng ta phải cố gắng. Bởi vì thật sự đồng đạo mình phải nhìn nhận khách quan, gia đình mình mà kiệt quệ nghèo khổ mà chúng ta tu nó cũng rất là khó đồng đạo. Quý vị cứ tối ngày cứ lo cho cơm máu gạo tiền, lo cho cái đau cái ốm, cứ nhìn vào giờ không có tiền và làm sao, thì từ đó nó sẽ kéo lại, nó không giúp cho chúng ta tinh tiến đồng đạo. Mà Đức Thầy đã cảnh báo chúng ta rồi, kính thưa đồng đạo, gia bần trí đoạn đắng cay nhiều bề. Nếu mà gia đình mà nghèo quá thì lúc bây giờ làm sao, trí chúng ta đã ngắn, trí đoạn là ngắn và đồng thời đắng cay nhiều bề, nó có nhiều cái ưu lự, nhiều cái phiền não trong nội tâm chúng ta. Còn khi đồng đạo chúng ta đủ ăn đủ xài thì lúc giờ chúng ta khỏe lắm, mình nhàn nhã, mình hạnh phúc lắm. Đủ ăn đủ xài mới phát triển về tâm linh được đồng đạo. Bởi vì mình là người tín đồ tại gia cư sĩ, chứ phải chi mình là người xuất gia thì nó dễ rồi, phải không đồng đạo? Cái mà chúng ta bàn, cái mà Đức Thầy dạy là người tín đồ tại gia cư sĩ. Cho nên không có lý do gì mà hôm nay chúng ta không làm ăn đồng đạo. Quý vị phải cố gắng, phải tích cực trong mọi công tác lao động hàng ngày, để chúng ta tạo ra cái nông sản, tạo ra tiền của thứ nhất để chúng ta lo cho thân, gọi là lo tròn cha mẹ như thế. Rồi tiếp theo chúng ta còn phải giúp ích, làm cái công tác hữu ích, giúp cái người nghèo, cái người cơ nhở trong cuộc sống xã hội, như Đức Thầy dạy là tế độ dân nghèo trong lúc túng, giúp giùm kẻ khó bữa vừa qua. Thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta phải thực hiện trong đời tu của mình. Rồi đồng thời ngoài việc làm ăn ra, Đức Thầy còn dạy chúng ta phải lo tu hiền chân chất. Hôm nay chúng ta tu là phải hiền, mà bằng ngược lại tu còn ái ố sân si, tu còn nhiều tánh dị kỳ trần mê, khó mong cửa Phật giữa trời, càng gần địa ngục nhiều bời thảm thê đồng đạo, không đạt được kết quả đâu. Cho nên hôm nay tu phải hiện. Mà nếu như đồng đạo tu mà chúng ta thấy mình còn hung dữ, tu mà bà vợ nó chèn ở ông ăn chay mà ông tánh ông còn hung dữ quá, tu mà ông chồng nó bà tu mấy năm nay cúng lại rồi bà còn hung dữ quá, cha con tôi chịch một chút là bà lớn tiếng thế này thế kia, làm hùng làm hổ gì đó, thì những cái đó chúng ta nên xem lại, chắc là mình tu tập cái đồng đạo, phải không? Mình phải tu hiện. Và Đức Thầy dùng cái từ chân chất, cho nên hôm nay người tu phải chân thật, phải chất lượng. Tu mà không có chân thật là không được đồng đạo, mà tu không chất lượng là không được. Tại sao không chất lượng? Bởi vì nó pha trộn. Tu mà chúng ta pha chè nhiều quá, pha trộn nhiều quá, không có chất lượng. Cho nên hôm nay chân chất là cái người chân thật. Bởi vì Đức Thầy dạy chúng ta là tu thật tâm thì được phảnh thôi, mà tu giả dối thì lao thì lý. Cho nên hôm nay tu là phải người có chất lượng, phải chân thật. Chất lượng là chúng ta phải thể hiện được cái chất của người tín đồ Phật giáo hòa hảo, chứ không phải mình tu với cái dáng vẻ bên ngoài rồi cái chất lượng chúng ta nó tệ quá, chất lượng nó kém chất lượng quá, rồi bản thân chúng ta kém chất lượng, nó kéo theo một hệ quả đạo cũng kém chất lượng, rồi luôn cả người ta quỷ bán thầy mình trong khi mình làm không đúng đồng đạo. Cho nên đó là vấn đề mà chúng tôi nói ở tu hiền chân chất.
Và cái thứ hai nữa, tu hiền cho các ở đây, Đức Thầy muốn dạy chúng ta làm ăn và tu hiền, hai cái này song hành với nhau. Theo Hồng Đạo chúng ta phải tính làm sao nửa thời gian làm ăn, nửa thời gian tu hiền, như vậy thì mới được. Còn giờ này chúng ta làm ăn mà hơn nữa cái khoảng thời gian tu hiền ít hơn, thì coi như là chúng ta cũng phạm với luật đó. Tức là mình vừa làm mình vừa tu, mình vừa tu mình vừa làm. Nếu mình tu nhiều mình làm ít cũng không được, mà mình làm nhiều mà mình tu ít thì cũng không được. Cho nên đây là các điều kiện mà chúng ta phải nhớ để thực hiện. Rồi ý sau cùng Đức Thầy dạy chúng ta rằng ta chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Vì vậy cho nên hôm nay mình là nhà tu mà chúng ta còn gây gỗ, còn giận hờn, còn hơn, còn thua là không được đồng đạo. Bởi vì mình thấy anh em trong đạo mình cũng còn gây gỗ đó, tu lâu vậy đó, đụng biết liền đồng đạo, thấy không? Nhiều khi hơn thua với nhau một hai cái gì đó, trong cái tình chồng vợ, trong cái tình anh em, trong cái tình láng giềng hàng xóm, hoặc là trong cái tình đồng đạo, nhiều khi có những cái mà chúng ta không dằn được cái cơn nóng giận của mình. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta mà không nén được những cái lời qua tiếng lại, không dằn được cơn nóng giận của mình thì coi như là chúng ta phạm giới. Mình phải nhớ vấn đề này đồng đạo. Cho nên tôi thường phiên đồng đạo chúng ta phải nằm lòng bài tám điều đâu cấm để chúng ta nhớ. Nhiều khi mình chuẩn bị mình nóng lắm, khi một cái người khác làm cái điều gì đó phản ý mình, nghịch lòng mình tức mình giận lắm. Thế không, đáng lẽ là mình gây cho một động đó đã, nhưng mà cuối cùng lại nhớ là Đức Thầy dạy, thì lúc bây giờ mình phải kiềm hãm lại, không được gây gỗ, mà chúng ta cần phải niệm Phật để chi cho nội tâm chúng ta nó dịu xuống. Rồi từ nội tâm chúng ta nó dịu xuống, hành động lời nói nét mặt bên ngoài chúng ta mới rất là dễ coi, và nó sẽ có một sự thay đổi. Còn nếu như giờ này mà nội tâm chúng ta tức bức rất phiền não thì đó là mầm mống, đó là ngọn lửa để nó đốt hết những cái công đức chúng ta khi chúng ta có một cái sự gây gỗ lẫn nhau. Như vậy thì điều nâng cấp thứ nhì này, đại để Đức Thầy rèn luyện cho chúng ta các cái đức tính siêng năng, cần cù, tinh tấn và cuối cùng là khoan dung. Chúng ta luôn có tính khoan dung để chúng ta hàng phục lại cái sự hiểu lẫn nhau, thì đó là đại để lại của điều nâng cấp thứ nhì. Đến điều nâng cấp thứ ba, Đức Thầy dạy là ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý, đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Vậy thì điều nâng cấp thứ ba này chúng ta thấy có cái ý như sau. Thứ nhất là Đức Thầy không cho phép chúng ta ăn xài chưng dọn cho thái quá. Như vậy thì thế nào gọi là ăn xài chưng dọn cho thái quá? Có nghĩa là ăn xài chưng dọn thầy chó, mình có thể gọi thầy chó, nhưng mà cho phép ở mức độ theo cái sự thu nhập, theo cái nghề nghiệp, theo cái cuộc sống bình dị của mình hàng ngày. Trường hợp mà Đức Thầy không cho là trường hợp thái quá. Nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền là cho kẻ nghèo nàn thì rất rõ đồng đạo. Hay hoặc là đừng ham lên lũa xuống xe, ăn xài phí của lũa the làm gì, thì đây là điều Thầy không cho đồng đạo. Cho nên hôm nay vấn đề ăn xài chứng dọn thì nhiều khi nó cũng hết sức là nhạy cảm với cuộc sống, cũng có những cái lời qua tiếng lại trong cộng đồng đạo chúng ta, rồi nhiều khi chúng ta nhận diện vấn đề nó không đúng, hoặc giả là mình đổ oan cho đồng đạo mình thì uổng lắm đồng đạo. Vì vậy cho nên theo tôi nghĩ từ thái quá đây là gì? Thái quá theo từ ngữ gọi là quá mức cho phép. Quá mức cho phép nghĩa là gì? Tôi nói ví dụ bây giờ mình là một nhà nông thì mình có cách ăn xài chưng dọn của nhà nông, mà mình là nhà nông mà đồng đạo ăn xài chưng dọn giống như một đại gia thì đó là thái quá đó. Không, đồng đạo mình phải nhớ điều này, mình là anh phụ hộ một vị lao công, một ô xin, mà mình muốn ăn xài chưng dọn giống như bà chủ của mình thì đó là thái quá. Mình là người đạo, mình là nhà tu mà mình muốn ăn xài chưng dọn giống như một quan chức nhà nước thì vấn đề này càng lại là thái quá. Mình là nhà tu, là một người tu mà mình bước cái đường mình ăn xài chưng dọn giống như một hoa hậu, giống như một người mẫu, không, đồng đạo, thì điều kiện này lại là thái quá. Cho nên những vấn đề này mỗi đồng đạo chúng ta phải suy gẫm, mỗi người ở một cái định hình nào thì chúng ta ăn xài ở chỗ đó, chứ không phải thấy người ta đeo cái khâu vàng, thấy người ta mặc đồ đẹp, thấy người ta là chạy chiếc xe đẹp nó chèn nó đồng đạo này ăn xài chưng dọn thái quá thì chúng ta phải suy nghĩ lại. Bởi vì ngày nay là ngày đi đám tiệc, đồng đạo đi nhà tiệc, không lẽ giờ nhà tiệc ai cũng ăn dọn hết trơn, mình lẽ mặc đồ đèn sàn có sao được. Thì trong cái giai đoạn hôm nay là tôi đi tiệc thì cũng phải cho tôi chưng dọn một chút, chưa phải là thái quá. Sợ ngày hôm nay là ngày ở không, ngày ở nhà, không phải là ngày tiệc, mà hừng sáng thức dậy mặc bộ đồ giống như đi tiệc vậy đó, mặc cái đầm cái đếp gì đó, trang điểm đẹp lẽ lộng lẫy gì đó, thì cái đó mới là thái quá.
Rồi thấy người ta đem một chiếc nhẫn vàng, một chiếc chì vàng đó, người ta ăn xài cho gọn thấy quá. Người ta có tiền, tiền người ta dư có 10 cái vàng đó. Người ta được quyền, người ta đeo chì vàng đó là dây vàng, bởi ta có tiền. Còn mình thì nghèo, không có tiền, mà mình muốn là mượn vàng hoặc là mình đeo giống người ta thì cái đó là thái quá. Người ta có tiền, người ta quyền mua xe, cắt nhà, không có thái quá đồng đạo. Mà mình nếu không có tiền mà mình mua sắm giống người ta, bắt chước người ta như vậy thì đó là thái quá. Cho nên hôm nay về cách ăn xài chân dọn của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nó gọn lại, đồng đạo nên ăn xài chân dọn làm sao mà vừa với cái mức thu nhập cá nhân hàng ngày đó của mình đó, là coi như là tốt đó. Mình nói đó là tốt đó, tức là mình dựa vào cái thu nhập cá nhân của mình ăn xài chân dọn làm sao mà giữa thu và chi đó nó phù hợp, đừng có để mà nó vượt chi tiêu, nó phù hợp. Mình bây giờ mình lao động, mình thu nhập một tháng 5 triệu thì ăn xài chân dọn làm sao tiền chợ, tiền đám tiệc trong gia đình nó gói gọn khoảng chừng 2-3 triệu thôi ha, để vừa 1 triệu 2 triệu làm từ thiện thì đó là không phải là thái quá. Còn nếu mà đồng đạo chúng ta giờ tôi nói dụ mình làm một tháng 100 triệu thì chúng ta được quyền ăn xài chân dọn 50 triệu được không? Được chứ, tiền của tôi mà, tôi là cái người có tiền, làm ra tiền, tôi có quyền. Thấy không đồng đạo? Đó không phải là thái quá. Cho nên cái gì mình cũng phải bằng đi bằng lại đồng đạo. Bởi cái vấn đề rang sang nhiều thứ lắm, rồi tôi cũng thấy có nhiều đồng đạo bị oan. Thì đó là vấn đề mà chúng ta suy cho nghĩ cho kỹ qua cái khái niệm mà Đức Thầy dạy là ta chẳng nên ăn xài chân dọn thái quá. Và yếu tố thứ hai Đức Thầy mới khẳng định thêm đó, mỗi đồng đạo chúng ta đừng lợi dụng. Bởi vì cái tính lợi dụng là chúng ta thấy không tốt đồng đạo. Quý vị có bè bạn đồng đạo chơi chung với mình mà thấy mình thấy được đồng đạo mình, bè bạn mình mà bỏ ra cái ý đồ muốn lợi dụng mình đó, thì vấn đề này là chúng ta thấy nó mất đi cái tình cảm đi. Không, tình cảm cho nên nó mất đồng đạo. Cho nên cái tính mà lợi dụng là một tính rất là xấu. Cái đồng đạo mình không được lợi dụng. Giờ này chúng ta là người tu thì mình phải công bằng nhân đạo. Cái gì của mình là của mình, cái gì của người ta là của người ta. Tuyệt đó là chúng ta không có một cái ý tưởng hôm nay tôi chơi với chị, tôi chơi với anh để nhằm tôi lợi dụng cái này cái kia, thì cái điều đó là không nên có. Nếu mà chúng ta có ý tưởng đó trong nội tâm của mình, tôi nói ý tưởng thôi chứ chưa nói đến hành động đó, chưa nói đến lời nói nữa. Cái đồng đạo cũng có những người đó, cũng nhiều đồng đạo chúng ta quen thân rồi, cái thấy thân quá cái hỏi mượn tiền, hỏi mượn đồ, hỏi cái này hỏi cái kia, thì cái này là không được đồng đạo ạ. Cái gì trừ trường hợp bắt đắc dĩ, chứ còn nếu mà mình mà có cái tâm đó rồi thì tệ lắm ở trong cái cuộc sống của chúng ta đồng đạo. Rồi ngoài việc lợi dụng ra, cái thứ ba nữa đó, thầy dạy chúng ta là không nên xu phụng và phụ bạc. Như vậy thì đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta không được xu phụng người giàu mà phụ bạc người nghèo. Cho nên cái trường hợp xu phụng còn gọi là gì? Đây gọi là nịnh hót đó. Giống như đoạn khác thầy dạy nghèo a vua bợ đỡ nịnh tà, khó trộm cướp cũng là nhớ sống. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta giàu mình có nghèo cái nào, nhưng mà gặp người giàu có là tuyệt đối chúng ta không bao giờ nịnh hót. Người ta giàu thì người ta giàu là phước người ta. Mình muốn giàu như người ta như vậy thì chỉ có một cách là chúng ta ráng tu thôi. Bởi vì người ta giàu có là do đâu? Do người ta kiếp trước có tu. Còn mình hôm nay mình nghèo khổ là do tiền kiếp mình không có tu. Vì vậy nên mình nịnh hót người ta không được gì đâu, được cái nghiệp không được, không có cái phước gì đâu. Cho nên hôm nay muốn được cái người ta thì mình ráng tu đồng đạo. Và đồng thời thì đối với người nghèo hơn mình thì nói mình không phụ bạc, mình không xu phụng, tức là mình phá vỡ cái ranh giới nghèo giàu. Quý vị tu sao mà học tập như là Đức Thầy dạy, giàu sang nghèo khó cũng người, nên ta thương hết dầu cười hay khen rất là tốt đồng đạo. Mà nếu như chúng ta còn có phân biệt người này giàu nè, kết thân người này nghèo, thì chúng ta lại tỏ ra những cái gì đó nó không quan tâm hoặc giả là phân biệt, thì đó là chúng ta phạm với luật đó đồng đạo. Và đồng đạo phải có một cái phương diện về tâm lý giữa hai cái hạng người, người giàu và người nghèo trong xã hội này, thì chúng ta phải nhìn thấu đáo. Cái người giàu mình thông với họ thì mình sẽ học được cái kinh nghiệm, không cái kinh nghiệm làm ăn của họ, kinh nghiệm làm giàu đó, để chúng ta bắt chước làm theo cũng tốt. Rồi hoặc giả là một hai cái trường hợp nào đó mình mà túng cùng đó, mình thiếu kém đau ốm bệnh hoạn chẳng hạn, thì có thể mình nhờ cái người giàu mình mượn tốt, thì đó thì rất là tốt. Mình nhờ cậy một phần nào đó đồng đạo. Không, như vậy thì khi mà cái người giàu tính cho cùng là mình chỉ thọ hơn thôi, đúng không? Mình chỉ mắc nợ thôi. Bởi vì mình nghèo mà chơi người giàu thì phần nhiều là chúng ta mắc nợ, bởi vì đó là những cái mà chúng ta thiếu thốn trong cuộc sống, mình mắc nợ. Còn ngược lại cái nhóm người nghèo
Mình mà gần người nghèo, tiếp người nghèo, giúp người nghèo thì chúng ta không mắc nợ, mà chúng ta ngược lại có công đức nhờ người nghèo. Cho nên đồng đạo chúng ta có điều kiện làm từ thiện nhờ người nghèo, mà chúng ta có điều kiện giúp đỡ, cuối cùng người ta cho mình cái gì? Công đức. Vậy thì một nhóm người giúp ích mình rất là nhiều, nhưng mà khi người ta giúp mình thì mình thọ nhận người ta về cái nợ, về phước duyên, về nhân quả. Còn một người giàu là người ta nghèo, mình cho người ta không ạ? Đến người ta mình cho không, nhưng mà cuối cùng là mình có công đức. Công đức thì còn, nợ thì trả. Cho nên vấn đề này đồng đạo phải có một sự suy nghĩ. Vì vậy Đức Thầy mới dạy được sang nhờ của người mừng rất thấu. Những người giàu có, những người mà tu hành đắc đạo như ai đồng đạo, có phải nhờ người nghèo không? Có người giàu phải nhờ người nghèo không? Người tu đắc đạo phải nhờ người nghèo không? Nếu mà trên thế gian này không có người nghèo, tôi bảo vị chúng ta làm từ thiện cái. Bởi vì nhiều khi mình chú trọng quá đồng tiền, thì lúc bây giờ quý vị thấy rõ đó, nhiều khi mình có một cái sự, cái tâm lợi dụng, cái tâm xu phụng của bạn, thì hoàn toàn gió là đó là gì? Đó là chúng ta nhận định vấn đề nó không trọng vẹn. Mình quá quý trọng về vật chất, về tiền bạc. Mình phải nhớ vấn đề đó đồng đạo. Rồi đến điều đó cấm thứ tư, Đức Thầy mới dạy chúng ta là ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyện rủa, vì thần thánh không can tạm đến ta. Như vậy thì điều đó cấm thứ tư này, Đức Thầy muốn rèn chúng ta có được một cái chánh ngữ, hạnh chánh ngữ. Do đó cho nên người tín đồ Phật giáo hòa hảo khi mở miệng ra thì chúng ta phải lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đông chánh niệm tự. Chứ nếu như chúng ta mở miệng ra mà mình có những lời thô tục, mình kêu trời kêu Phật thần thánh gì đó để sai hoặc nguyện rủa trong lúc chúng ta nóng giận, thì bao nhiêu đó là chúng ta đủ gây cái nghiệp. Một mặt là chúng ta phạm giới, mặt khác là chúng ta gây nghiệp. Cho nên Đức Thầy mới lý giải rằng đó, các vị đó, các vị trời Phật thần thánh không có can phạm đến ta. Cho nên ở đời nó cũng có những cái nó mình thấy là nghịch đồng đạo. Hôm nay khi gặp một hoàn cảnh khó, khi gặp cái sự khổ, đau ốm, bệnh hoạn, mất mùa, thiếu nợ chẳng hạn, thì mình gặp các cái đó là mình biết là hoàn toàn vô nghiệp, đúng không? Mình thiếu nợ người ta rồi, do cái nghiệp của mình. Mà đằng này thì mình không có suy nghĩ do cái nghiệp, mà ngược lại thì mình lại mượn trời Phật thần thánh để chúng ta chứng minh, rồi mình than trách, mình than quát, thì bao nhiêu đó là chúng ta nghiệp do cái miệng lưỡi của mình. Do đó thì ở điều đó cấm thứ tư này, Đức Thầy muốn nhắc nhở tất cả đồng đạo chúng ta giờ này, khi đồng đạo mở miệng thì đồng đạo ráng mà giữ kín cái miệng của mình. Nếu như thường ngày thay thói quen, thường thường thì trong cuộc sống khi mình chưa tu mình có thói quen, khi mà nóng giận cũng là lớn tiếng, vì khi chúng ta mượn những bậc bề trên để chứng minh cho mình thì đó là thói quen cổ hủ á. Cho nên hôm nay mình tu đồng đạo phải dằn cái thói quen này. Thói quen này thường xuất hiện là trong lúc chúng ta nóng, bình thường không có. Trong lúc chúng ta nóng giận đồng đạo, khi mà nóng giận rồi là thật sự chúng ta khó có kiềm được mình lắm, khó kiểm soát được lời nói của mình. Do đó mình biết được cái nhược này. Do vậy cho nên khi mà có nóng giận thì đồng đạo ráng bình tĩnh để chúng ta kiểm cái lời nói của mình, lời nói của người đang nóng giận, cũng như là dao búa chém kẻ khác một cách đau đớn. Hành động người đang nóng giận cũng giống như chúng ta dông thuyền ra khơi trong lúc dông to gió lớn thì nhất định sẽ bị chìm thuyền. Đó là lời giảng Đức Phật. Vì vậy cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta nhớ rằng điều đó cấm thứ tư này, Đức Thầy chui đèn cho tôi bảo vị chúng ta có được cái hạnh chánh ngữ. Thay vì mình giống như mình nói nôm na là bắt chợt cái điều bất ý đến với mình đó, mà thường chúng ta thường dùng cái từ là mình liệu đó. Thường là những cái bà già lớn tuổi hoặc những ông cụ lớn tuổi đụng liệu thì thường có những câu từ khó nghe, mà nhiều khi mình trẻ mình cũng liệu đồng đạo. Khi cái liệu gì hết hồn đó, lúc giờ thường những cái đó là chúng ta ưa kêu trời kêu Phật đó. Nhưng mà thay vì giờ này đồng đạo chúng ta niệm Phật rồi, do đó cho nên trong lúc đó thì chúng ta mô Phật hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, thường thường thì cái bánh này rất là tốt, mang một tính tích cực trong cái quá trình hành đạo chúng ta. Thì đó là đại để điều đó cấm thứ tư. Rồi điều đó cấm thứ năm, Đức Thầy mới dạy chúng ta rất rõ là ta chẳng nên ăn thịt châu chó bò, và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào. Vì thần thánh không dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội thì sẽ hưởng tội. Còn những hạng đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Như vậy thì đến điều đó cấm thứ năm này thì Đức Thầy dạy chúng ta có ba phần. Một phần là về ăn, một phần là về cúng, một phần là Thầy lý giải. Như vậy thì về phần ăn, nếu như đồng đạo chúng ta còn ăn trái kỳ thì chúng ta phải cử tiệc ba con vật châu chó bò.
Tại sao chúng ta cử ba con vật này? Bởi vì ba con vật này là ngựa, là những ông nhân. Trong khi trong tình dân tộc thì đất nước Việt Nam chúng ta đồng bào biết rồi, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Vì vậy cho nên góc độ nào đi chăng nữa thì người dân Việt Nam cũng mang ơn con trâu con bò giúp cho chúng ta cày sâu cuốc bẩm. Dầu rằng giờ này là cơ giới hóa nông nghiệp, máy móc được thay vào bằng sức người, sức số vật, nhưng mà giờ này thì nếu mà ngày xưa chúng ta nghĩ là cái nguồn gốc, mà nếu ngày xưa mà không có con trâu con bò thì xin thưa đồng đạo thì làm gì ông cha chúng ta có được cái phương tiện để cày những cái miếng vườn miếng ruộng, để có những cái hàng nông sản, nhất là vào cái thời lúa xạ lúa mùa ngày xưa ở những thập niên về trước. Cho nên ở góc độ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải mang ơn các loài vật này. Và chẳng những dừng ở đây mà trong cái bài sát sanh thì Đức Thầy cũng dạy rất rõ, đối với các gia súc trâu bò ngựa chó mèo ta chẳng nên sát hại, vì chúng đã giúp ích cho ta trong các công việc sinh hoạt hàng ngày. Cho nên từ ở chỗ đó thì chúng ta mới suy ra được đây là các con vật giúp cho mình. Rồi đồng thời ngoài con trâu con bò giúp cho chúng ta cày sâu cuốc bẩm thì bên cạnh đó con chó giúp cho chúng ta giữ nhà. Đối với mình thì mình nên mang ơn con chó, chứ chúng ta không thể nào quán nó được, bởi vì nó sinh ra thượng đế đặt để sinh ra nó là để giữ nhà, để trả ơn cho chủ. Cho nên không phải nó là cái sinh ra để bị con người làm thịt. Kính thưa đồng đạo, do đó thì mình phải nhận định đây là những cái vấn đề trong ơn sâu nghĩa nặng mà Đức Thầy dạy chúng ta ở phần thứ nhất này. Chúng ta còn ăn mặn thì đồng đạo không dùng các con vật này, cử tiện ba con vật này. Còn đồng đạo ăn chay trường thì khỏe, nếu ăn chay trường thì coi như vấn đề này chúng ta không có phạm được. Rồi cái thứ hai nữa là về cúng. Thì nếu về cúng, Đức Thầy cấm không cho chúng ta sát vật để cúng tế, bớt giết vật đặng mà cúng tế, gẫm thánh thần đâu có tương liên, rủi ốm đau bỏ tại căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều bảo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẳng phái Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ đi hỷ xã đồng đạo. Thì phải nhớ lại ăn năn đó mà Thầy dạy trong ác sắc sanh ở quyển phiến thiện nhé. Để rồi mỗi đồng đạo chúng ta khi có gặp một hoàn cảnh gì đó đau ốm bệnh hoạn thì đồng đạo chúng ta phải nhớ mà chúng ta không được giết vật sát sanh để cúng tế. Nếu đồng đạo nào tu đạo Phật giáo hòa hảo mà chúng ta còn sát vật cúng tế trong những cái ngày khai trương hàng quán, trong những cái mùa vụ mà trúng mùa đó, rồi chúng ta làm gà làm vịt để cúng cho các vị hổ thần thần hoàng bổn cảnh gì đó, thì vấn đề đó là chúng ta phạm giới luật. Một mặt là chúng ta phạm giới luật, mặt khác là đồng đạo chúng ta tạo cái nghiệp sát, kính thưa đồng đạo. Hoặc giả là khi mình đau ốm bệnh hoạn rồi mình nhẹ dạ dễ tin, hoặc giả là những cái tập họ mà theo tôi biết trước đây đồng bạc có những gia đình mà sinh con khó nuôi lắm, rồi cũng có những cái tập họ gọi là ký bán đó, đứa con sinh ra 6 tuổi như vậy phải cúng một cái đầu heo, 12 tuổi mới cúng con heo gì đó, nó có những trường hợp đó xảy ra. Nhưng mà những trường hợp này giờ này không có đâu, bởi vì đúng là nhiều khi mình thấy cái thời kỳ đồng đạo ở đây, các vị đồng đạo vô lão thấy rõ đó, những thập niên ngày xưa con người ta mình mê tín lắm. Hồi đó tôi biết, dù rằng tôi rất nhỏ, tôi biết mình mê tín lắm đồng đạo à, dịch một chút là có thầy có bà có cái bị gì mắc cái gì không là nặng cúng. Nhưng mà giờ này khác à, thời buổi văn minh à, có đau ốm bệnh hoạn là bác sĩ chụp MRI siêu âm rồi chụp X quang để coi bệnh gì điều trị, chứ không có cái ông bà gì mà theo phá con cháu, cho nên chúng ta không được cúng thật sự trong cuộc sống. Cho nên điều này thì mình tin tưởng rằng giờ này đồng đạo chúng ta không có phạm vấn đề này. Như vậy thì tại sao cúng? Vì thần thánh không bao giờ dùng hóa lộ của ta, cái này đồng đạo thầy rất rõ chỗ này đó. Còn cái hạng đồ cúng kiến là tạp hợp, nếu ta cúng kiến lại thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Đức Thầy mới dạy ý thứ ba này để chi? Để lý giải một mặt là thần thánh không dùng hóa lộ mà tha tội cho ta, cái đồng đạo không phải mình cúng mà thần thánh tha tội cho mình đâu. Rồi trường hợp mà chúng ta cúng mà hết bệnh, nó có trường hợp cúng hết bệnh đồng đạo, có trường hợp này, có Đức Thầy mới dạy đó. Trường hợp mà chúng ta cúng kiến nó làm cho mình hết bệnh, mà đây cái là hết bệnh tạm thời, thì trường hợp đó Đức Thầy dạy là tạm thời. Những trường hợp mà cúng kiến mà hết bệnh tạm thời thì đó là tạm thời. Và Đức Thầy mới khẳng định rằng nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Cho nên hôm nay mình cúng chừng nào nó phá mình nhiều chừng đó đồng đạo, nó quấy nhiễu mình nhiều chừng đó. Do đó thì mình phải nhận định, bởi vì ở xóm mình có một số người đời, người ta nói chàng ơi chị ơi chị, hồi đó mà họ con tôi đau nhiều lắm, tự như là thầy chạy bác sĩ chê đó, mà không ngờ thầy đó hay cái ghê, ông coi cái đầu là bị mất gì đó, cái về nhà cái xác vật cũng sao mà con cũng khỏe tới giờ này chị. Cái mình nghe nói vậy bằng chứng thực tế nè,
thực tế nè, cái mình tin, cái mình nói vậy là cúng có hiệu quả, à, cúng linh nghiệm có không, thì đó là những điều nó rơi vào chỗ này. Cái câu lý giải ở chỗ đó là tà thần. Người ta là người đời, ta không hiểu, người ta tôn vinh cái điều đó đúng. Nhưng mà chúng ta là người đạo, khi mình nghe cái gì đó đồng đạo phải nhớ liền cái đoạn này nghe. Phải nhớ đoạn này đó, tức là những hạng đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Đức Thầy gọi là tà thần. Và đặc biệt khi mà nó làm cho mình hết bệnh một lần, giống nó giữ mình đồng đạo tạm thời hết bệnh thôi, còn sau đó là nó tiếp tục nó kiếm chuyện, nó quấy rối để cho mình cúng hoài. Bởi vì song hành với chúng ta trong cuộc sống này thì cái thế giới vô hình, cái thế giới Atula thần đang song hành với chúng ta. Cho nên thế giới vô hình, thế giới Atula thần có hai hạng. Một là cái hạng gọi là chánh thần. Hạng chánh thần, hạng này không ăn đồ tốt. Hạng này là chỉ đi hỗ trợ người tu, hỗ trợ cái công tác từ thiện, hỗ trợ người tu chúng ta trong cuộc sống để giúp cứu dân độ thế. Còn cái hạng thứ hai là hạng đồ tốt, hạng tà thần. Hàng ngày nó đang chờ đợi chúng ta, nó xung quanh mình. Mà nếu tâm chúng ta chánh rồi, mình tu mà chơn rồi, nó gặp mình nó tránh xa đồng đạo, không dám vào gần đâu, không bén mạng. Mà nó thấy đồng đạo, nó biết được trong tâm niệm chúng ta có cái điều mê tín gì đó, nó sáp sáp lại đó, để gì, để nó kiếm ăn. À, giống như mình nói hôm nay bây giờ, mình nói ví dụ như trong xã hội là người đi, những cái kẻ bất chấp, những cái bọn mà quan tham ăn hối lộ, thì đồng đạo thấy có bao giờ nó ăn lần nó ngưng không? Không ngưng đâu, ăn được ăn hoài đồng đạo ơi. Đó là một điều kiện tất yếu trong cuộc sống. Mình phải nhìn nhận vấn đề đó để chi, để chúng ta có được chánh tính. Qua điều đăng cấm thứ năm này, Đức Thầy muốn dạy chúng ta có chánh tính để chúng ta phân biệt cái nào là chánh, cái nào là tà. Hôm nay mình có đau ớn, có bệnh hoạn, có bị cái này, bị cái kia, bị cái nọ là hoàn toàn do định nghiệp chi phối, chứ không phải là chúng ta cúng mà ông thách, ông thách ông thần ông làm cho mình hết. Ông chuyển đổi quả làm mai là không có đồng đạo, phải không? Không có ông thần nào có quyền đổi quả làm mai cả. Luôn ra ông Phật mà chưa làm được điều đó, mà luôn ra Ngọc Hoàng chưa làm được điều đó, mà chúng ta muốn đổi quả làm mai này phải lấy công đức á, công đức tu tập mới đổi quả làm mai được, chứ không phải mà đem cái đồ cúng mà đổi quả làm mai, không có đồng đạo. Mình phải nhận định điều này để chúng ta có được một cái chánh trí, một cái chánh kiến trong đời tu của chúng ta. Rồi đến điều đăng cấm thứ sáu, Đức Thầy mới dạy rất rõ: ta không nên đốt với tiền vàng bạc giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đó tàn bạo. Như vậy thì xung quanh điều đăng cấm thứ sáu này thì Đức Thầy dạy chúng ta là bỏ đi cái mê tín, cái tục đốt giấy tiền vàng bạc với quần giấy áo. Và ngoài giấy tiền vàng bạc với quần giấy áo thì giờ này tinh vi hơn nữa. Giờ này thì giấy tiền vàng bạc được chuyển thể bằng tiền thiệt. Tiền thiệt là hình ảnh bên ngoài, nhưng thật sự chất đó là bạc giả, bằng đô la, bằng 500 ngàn. Tại sao nói vấn đề này? Bởi vì con người nói với tôi rồi, thầy dạy không cho đốt cái tiền vàng bạc, tôi đâu đốt cái tiền vàng bạc đâu, mà tôi đốt tiền đô la, mà tôi đốt 500 ngàn. Ở cái này khó nha, thật khó đồng đạo, phải không? Nó cũng có những người mà nó nhanh ba lần nó không lợi đồng đạo, nó tôi đâu có đốt cái tiền vàng bạc. Giờ này ông coi có ai bán cái tiền vàng bạc không? Đâu có đâu. Cho nên Đức Thầy nói là nói thập niên ngày xưa, tấm cái tấm giấy mà màu vàng vàng, mà bạn nhớ một bên là phết một cái miếng bạc bạc, cái miếng vàng vàng đó, đây chắc quý cô bác biết hết rồi. Nhưng mà ngày nay mình kiếm cái này hơi khó, mà ngày nay họ chuyển thể, họ chuyển hóa bằng tiền đô la phủ, bằng yên nhật, bằng là giấy 500 ngàn, tức là mệnh giá tiền nào có giá trị được họ sản xuất ra. Rồi bên cạnh đó thì ngoài cái việc cái quần giấy áo nè, giờ này họ làm nhà lầu, họ làm xe hơi, họ làm điện thoại iPhone, họ làm luôn một em ô xin luôn, hình nợ ô xin. Họ nói họ đốt cái này xuống là cho ông bà dưới có, để có người lau nhà giữ nhà cho. Rồi cái điều này mình thấy nó phi lý, sao đâu đồng đạo. Tại sao phi lý? Phi lý thứ nhất là giờ này khi ông bà cha mẹ chúng ta quái vạn, thì lúc này quý vị luôn luôn cầu ông bà cha mẹ được giải thoát, được đi lên, hàng ngày cầu nguyện cho ông bà cha mẹ đi lên. Mà hàng năm như vậy khi mà Tết về, hoặc là những ngày lễ dỗ kỷ niệm, là đốt giấy tiền vàng bạc, rồi nào là nhà lầu xe hơi người hầu đó gửi dưới, vậy là mình muốn ông bà ở dưới luôn mà, thấy không? Đạo nguyện thì nguyện đi lên, mà đốt tiền thì gửi xuống. Vậy thì mình đã mặc định là cha ơi cha, mẹ mẹ ở dưới đó đi, ở luôn luôn đi, năm nào tháng nào con gửi tiền xuống cho. Trời ơi, cái điều này hết sức là phi lý đồng đạo. Rồi cái phi lý thứ hai nữa, Đức Thầy dạy rất rõ là không xài được nữa. Tiền là xài không có được, Đức Thầy đã khẳng định rồi đồng đạo. Ngoài cái việc cõi âm phủ không ăn của hối,
và cũng không xài được nữa. Cho nên ngoài cái việc không ăn hối lộ của ta cũng không xài được nữa, Đức Thầy nó không xài được nữa đó. Không lẽ mình tin ổng tin thầy, mình tin cái người ngoài sao? Cho nên người nào mà giờ này còn sử dụng giấy tiền vàng bạc, cái quần, cái áo và những cái kiểu khác hơn như tôi vừa nói thì đó là chúng ta không có tin thầy. Đức Thầy xài dạy là không xài được nữa mà chúng ta còn đốt thì coi như là không được rồi. Đây là cái trò lừa bịp xuất phát từ thời nhà Đường của bên Trung Quốc mà Đức Thầy dạy ở hai chỗ, một chỗ là trong cái bài 29 tháng chạp, rồi một chỗ là trong quyển nhị. Kính thưa đồng đạo, tâm trần tột còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Và thầy mới dạy thêm là những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Kính thưa đồng đạo, xưa thần tố bài đều tà mị mà dắt về qua tấm đệ đường, thấy chúng sanh lầm lạc mắng thương, cõi âm phủ đau ăn của hối. Đồng đạo, cũng do thần tố bài đó ha. Thần tố là bài nhiều của chuyện đọc không có đồng đạo ha. Mình thấy rất rõ, mà thầy dạy rất rõ là thôi cho được. Rồi chỗ thứ hai nữa, khi mà gần đến Tết, đêm 29 ngày 29 tháng chạp, đêm 29 tháng chạp, Đức Thầy sáng tác cái bài đêm 29 tháng chạp, thì đồng đạo nhớ cho tôi 48 cái câu sau cùng. Dân chúng chớ nên dốt đốt giấy tiền, bởi vì Diêm Chúa chẳng tình riêng, phán quan tả hữu không dùng hối, nên mới dạy dân bỏ giấy tiền vàng bạc bởi tay khách chúng làm, Phật thần tiên thánh chẳng dùng ham, giấy quần giáo không nên đốt, nghĩ chuyện dối mà chẳng đáng làm. Cho nên cái chỗ này Đức Thầy giải có rõ không? Bởi vì tại sao thầy viết 8 câu này trong một đoạn trên dưới như vậy, một đoạn trong bài thi 29 tháng chạp? Bởi vì thường là cái tục đốt cái tiền bằng bạc với quần giáo được diễn ra nhiều nhất là trong cái lễ Tết, ngày 30 Tết. Lúc này soạn sửa nhà cửa trên này rồi, đồng thời cũng muốn gửi gắm cái gì đó cho cái người ấm ha, luôn cả nó kéo dài, diễn ra từ cái ngày 30 mà nó kéo dài đến cái giờ giao thừa. Do đó thì đêm 29 tháng chạp cái thầy đã chặn ngay chúng ta biết rồi. Thì hôm nay mình nên tin thầy đồng bạc. Đức Thầy lý giải rất rõ này, không có xài được, tốn tiền vô lý, nó gây ô nhiễm môi trường đồng đạo à, rất là phải nói rõ, phiền hà cho người khác. Mà đại để là gì? Giờ này thế giới đang kêu gọi để chúng ta gìn giữ môi trường, trong khi đó đốt cái tiền vàng bạc là chúng ta đang hủy hoại cái mạng sống của nhân loại, trong đó có chúng ta. Rồi đồng thời nếu chúng ta không đốt, chúng ta rải ra được trong cái đám ma chay, thì đồng đạo biết không, có ông nào, có gia đình nào mà rải giấy tiền xong đi lộn là không? Giấy tiền vàng bạc nó cũng là giấy chứ đâu phải là cái gì đâu, đâu có biến mất đâu, rải đầy đường hết trơn á, rải xong rồi bỏ à. Và cuối cùng phải nhờ các anh lao công, các chị lao công phải nhặt lại từ cái tấm giấy tiền vàng bạc bỏ vào trong sọt rác. Tại chúng ta thấy tội lỗi không? Rồi tại cái đám của cha mình, mẹ mình mà bắt buộc người ta phải lao công nhọc nhằn để cho cái môi trường xanh sạch đẹp, thì nói chung theo tôi nghĩ là cái quả nhiều hơn phước. Vì vậy nên cái sự khoa học nhất Đức Thầy dạy, tinh tế nhất, chúng ta nên đem cái số tiền lãng phí ấy mà để trợ giúp cho những người lỡ đường rất tàn tật. Dầu đằng tiền không nhiều nhưng mà chút ít đó cũng đủ cho chúng ta cho được một số người nghèo hoàn cảnh cơ nhở, giúp được cho người ta được 5-10 ký gạo chẳng hạn, thì cái phước đó đồng đạo hồi hướng công đức lại cho bà cha mẹ chúng ta thì hay hơn là chúng ta đốt cái tiền vàng bạc. Cho nên vấn đề này chúng ta phải bàn rõ. Mà thật sự những đồng đạo thường học giảng thầy, thường nghe thuyết giảng thì vấn đề này không có. Nhưng mà thường là có là sao? Có là một số đồng đạo chúng ta cũng tu đó, mà nửa đời nửa đạo, tu mà quanh năm suốt tháng không đọc một chữ trong giảng thầy, cũng không từng nghe một bài thuyết giảng, biết đâu mà đúng với sai. Cho nên cứ thấy người ta làm thì bắt chước làm theo, mà lại bắt chước cái đúng nói chi, bắt chước những cái hủ bại nó đã trải dài hàng nghìn năm trên đất nước Việt Nam chúng ta, khi người Tàu đô hộ. Thì đó là chúng ta thấy rõ điều trong thứ sáu này, Đức Thầy muốn nhắc nhở cho chúng ta có được một cái tránh chi kiến để chúng ta nhận định vấn đề, để chúng ta đừng có mê tín mà mình làm những cái điều nó không đúng, ảnh hưởng đến người xung quanh, đến môi trường, đến xã hội, và đặc biệt ảnh hưởng đến cái niềm tin nơi cõi lòng chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải có một sự thay đổi. Rồi đến điều đó cấm thứ bảy, đứng trước mọi việc chi, về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Vậy thì điều đó cấm thứ bảy này là một cái ngoặt ngoặt quan trọng trên cái con đường học Phật. Điều thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, xung quanh cái việc tu nhân, trong cái việc ăn ở thường nhật của người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Nhưng mà khi đến điều thứ bảy là Đức Thầy mở một cánh cửa rộng, cho nên đồng đạo mà không thực hiện điều thứ bảy này, chúng ta đứng ngoài cửa không có được vào trong cái con đường Phật pháp đâu. Vì vậy cho nên Đức Thầy đưa ra hai cái phương án trong đời tu của mình, một là đời, hai là đạo. Dầu đời các bạn, nếu mà đời đồng đạo mà không suy xét cho minh lý
thì nhất định đồng đạo sẽ trách oan, sẽ nói oan người ta, nhìn nhận vấn đề không đúng, mình làm ăn sẽ thua lỗ, sẽ thất bại, mình phải làm cho người khác bị oan tịnh vì mình nói không đúng. Mà khi mình nói không đúng, mình làm không đúng thì kinh tế gia đình mình hụt hẫng, mình phải bị giảm uy tín, bị người khác khinh dễ. Mà người khác khinh dễ nghèo ổng nó không sợ, mà sợ nhất là gì? Nghiệp mình đập. Tôi sợ nhất là cái nghiệp. Nghiệp từ đâu? Nghiệp từ cái chỗ chúng ta suy đoán không đúng, suy đoán lầm. Mà Đức Thầy đã dạy là cách lập mang nghiệp vào thân, chỉnh eo vai vác cái thân chấp biên. Chỉ cần đối với đời, cuộc sống giao tiếp ngoài đời, đồng đạo nhìn nhận vấn đề không đúng, đồng đạo phát ngôn nó không đúng, nói ra không đúng, thì đó là nghiệp. Khi nói làm mới chịu suy luận, mãi phạm tội nên là nghiệp ác. Nghiệp đã đâu là chỗ không suy xét cho mình lý. Tâm đạo cho nên ngoài đời thì thấy rằng chúng ta chưa phải là bao thanh thiên, chúng ta chưa phải là bao chuẩn. Do đó mọi sự kiện trên đời, nhiều khi những cái mà chính mắt thấy, tai nghe chưa chắc là đúng. Huống hồ chỉ nghe đồng đạo sớm trên nói thì chúng ta bắt chước nó theo, nghe đồng đạo sớm dưới nói thì chúng ta đồn cái chuyện đó rung beng lên, thì coi chừng đó cái nghiệp đó chúng ta gánh không nổi đồng đạo à. Vì còn nhớ mẫu chuyện nồi cơm nhang hồi không? Ngày xưa Khổng Tử là một vị có thể nói gọi là thầy của thiên hạ, có tam thiên đầu đệ thất thập nhị hiền, ai cũng để khi nhắc tên Khổng Tử. Vậy thì vào cái mùa xuân thu chiến quốc, lúc bây giờ đất nước Trung Quốc thì loạn lạc, người dân thì nghèo dữ lắm, cho nên thầy trò Khổng Tử bữa đói bữa no. Bữa thì có cơm ăn thì có gạo ăn, có gạo nấu cơm ăn, bữa thì phải ăn lúa ngựa, rồi ăn củ, rồi ăn lá cây để sống qua ngày. Thời xưa nó khổ lắm, chứ không phải thời này mình ăn mà cơm mình còn ngán đồng đạo. Ngày xưa không có đồng đạo, khổ lắm. Vì vậy cho nên trên đường thầy trò kéo một tăng một đoàn đi, là mình nói nôm na là đi di hành, đi truyền đạo đó. Thì lúc bây giờ may mắn gặp một nhà bá hộ này cho một cái bát gạo. Thời kỳ đó gạo quý hơn vàng, gạo quý hơn ngọc ngà, rất là quý đồng đạo. Cho nên lúc bây giờ đến khi mà nghỉ trưa, một cái căn nhà quan ở trong rừng, thì Khổng Tử mới sai là Nhan Hồi. Ông mới sai Nhan Hồi đó, Nhan Hồi là một đệ tử ông có nguyên nhất đó. Ông mới sai thầy Nhan đó thì nấu lấy gạo để nấu cơm để thầy và huynh đệ cùng ăn. Và ông mới sai Tử Lộ đi vào rừng kiếm một mớ rau đó về đập luộc ăn chung với cơm. Thì còn riêng Khổng Tử thì nằm ở trên cái nhà lớn, bởi vì cái nhà quan từ nhà lớn nhìn xuống bếp nó trống lỏng mà, chứ không phải có vách ngăn nhìn thấy rõ. Chứ ông nằm ở trên cái nhà lớn, ông đọc sách Xuân Thu. Thì một hồi thật lâu ông nghe cái tiếng khua của nắp phun, tai nghe tiếng khua nắp phun, mới ngước mặt lên nhìn trong bếp này có cái gì mà khua vậy. Thì khi ngước mặt nhìn trong bếp thì thấy Nhan Hồi đang cầm cái đũa xơ cơm đó, đưa cơm vào miệng ăn. Lúc bây giờ Khổng Tử hết sức là tiếc, than ôi trò hồi, con là một đệ tử mà thầy ân ý nhất trong thất thập nhị hiền, trong tam thiên đầu đệ, mà giờ này vì đói khát con không nhịn được mà con phải ăn vụng trước thầy như vậy. Than ôi trò hồi. Ông cắt trong bụng mà ông không nói ra, tiếc buồn lắm, tiếc thôi nằm xuống đọc sách tiếp. Tự như là trong lòng ông nói rằng là đệ tử ngoan của mình là nó làm cho mình quá thất vọng. Thì một hồi sau đó Tử Lộ đem rau về và luộc ra, luộc xong rồi mới dọn mâm cơm lên ăn. Thì Khổng Tử mới thử: này các ngươi, mấy ngày nay thầy trò mình đó khác không à, hôm nay được nhà bá hộ cho bát gạo nấu cơm, cho nên ý thầy muốn trước khi dùng cơm đó, thầy muốn đem mâm cơm này cúng cho gia tiên của quyền thất tổ của mình để tạ ơn. Theo các con nghĩ nồi cơm này có trong sạch, có nên cúng hay không? Thì lúc bây giờ các đầu đệ đồng thanh: dạ thưa thầy, nồi cơm này trong sạch nên cúng đó thầy, bởi hôm nay thầy trò mình là ăn lúa ngựa, ăn rau sống không à. Nhưng mà Nhan Hồi thì không trả lời. Vì vậy Khổng Tử mới nghiêm nghị hỏi: tại sao trò Hồi không trả lời? Thì Nhan Hồi đã bạch thưa thầy: theo con nồi cơm thì không nên cúng. Khổng Tử hỏi: tại sao nên cúng? Thì Nhan Hồi mới khai triệt: dạ thưa thầy, đây cũng là lỗi do con sơ suất. Khi mà cơm sôi, con mới dở cái nắp phun lên, con mới xới cơm, thì bỗng đâu có một cái rác bụi trên trần nhà, mà cái nhà qua nó biết đâu ai dọn dẹp, nó rơi cái miếng bụi vào nồi cơm nó bẩn. Con mới lấy cái đũa cơm, con mới xơi qua ba cái cơm bẩn con bỏ. Nhưng mà trước khi bỏ con nhớ lại thời này đó khác quá, bỏ nó uổng, cho nên hồi nãy con ông ăn cái phần cơm bẩn đó rồi, phần con đã no rồi, phần còn lại là của thầy và các anh huynh đệ, cho nên nồi cơm này không nên cúng quá thầy. Thì lúc bây giờ khi nghe Nhan Hồi mà phân tích như vậy,
thì Khổng Tử mới nói rằng xích một chút nữa là ta đã trách quan trò hồi ta rồi. Bởi vì chính mắt ta thấy, chính tay ta nghe, thấy là thấy nhan hồi đưa cơm lên miệng để ăn, nghe là nghe cái tiếng khua nắp phun, nghĩ là nhan hồi là ăn vụng cơm. Chính mắt ta thấy, chính tay ta nghe, nhưng mà xích chút nữa là ta trách quan cho trò hồi ta rồi. Bởi vì nguyên nhân ăn vụng ăn cơm trước là như vậy. Vì vậy cho nên qua mỗi chuyện này, đồng đạo thấy rõ trong đời sống của chúng ta hàng ngày có rất rất nhiều cái sự kiện mà tôi bạn vị chúng ta nhìn nhận sai vấn đề. Vì vậy để tránh vấn đề này, đồng đạo chúng ta đừng vội phán đoán. Mọi việc gì mình cũng phải từ từ. Thời gian là một cái câu trả lời chính xác nhất. Chúng ta đừng vội phán đoán đồng đạo này tốt, đồng đạo này được nè, đồng đạo kia xấu, đồng đạo nào không được. Coi chừng chúng ta mà phán đoán như vậy, bản thân chúng ta là không được rồi. Bởi vì ngậm máu phun người, miệng mình giới trước, hàm quyết phun nhân tiên ô tự khẩu, mà Khổng Tử đã dạy. Cho nên hôm nay đồng đạo đừng vội nói. Khi muốn nói cái gì là phải chính xác 100% mà nói, 99% đừng nói. Bởi 1% nó biết đâu chúng ta sai, để rồi chúng ta mang cái nghiệp sao đồng đạo. Mình không nói là không có nghiệp, mà mình nói nhiều chuyện thiên hạ quá, nhiều chuyện ngoài đời quá, thì có chừng chúng ta gây nghiệp đó. Tự bản thân chúng ta không khổng không không chỉ người ta cái mình đem vào nhà mình để mình gây cái nghiệp, để rồi mai mốt cái mình sẽ đền trả cái nghiệp đó. Uổng không? Quan uổng đồng đạo. Tu như vậy uổng lắm đó đồng đạo à. Mình phải đáng giữ vấn đề này. Và cái thứ hai nữa, ngoài đời quá Đức Thầy còn dạy là đạo. Như vậy thì đạo chúng ta phải suy xét cho minh lý như thế nào. Đối với đạo thì giờ này minh lý là chúng ta phải nhìn nhận cái cõi đời này là vô thường, cõi đời này là vô ngã, cõi đời này không phải là của ta. Quý vị phải có một cách nhìn giống như Lục Tổ Huệ Năng mà Đức Thầy dạy là hùng nói cho già trẻ làm tin theo Lục Tổ chứ theo Thần Tú. Chứ chúng ta đừng nhìn theo cách nhìn, cách nhìn của Thần Tú là không được. Thần Tú là không minh lý. Trên Thần Tú mới cho biết rằng là thân thị Bồ Đề Thọ, minh cảnh diệt phi đài. Mới thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đại tích, thời thời cảnh phát tích, vật sự nhát trần ái. Thân này như cội Bồ Đề, tâm này như đài nguyện cảnh, cần như đài nguyện kiến, mỗi ngày cần phải phủ sạch, đừng có để nó nhiễm trần ái. Thì rõ ràng đây là chưa minh lý. Nhưng mà bài kệ của Huệ Năng là bài kệ minh lý đồng đạo. Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đại, bổn lai vô nhất vật, hạ sử nhát trần ái. Như vậy thì hôm nay để hiểu minh lý thì chúng ta phải quán tâm chánh niệm, thường thường suy nghĩ. Và ở gần như bọt nước làng mây, thân ta còn rài đỏ mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiện đồng đạo. Quý vị quán được điều đó là minh lý. Rồi đồng thời chúng ta phải quán được thêm nữa đồng đạo. Chúng ta phải quán được rằng luật nhân quả thật là cao viễn, suốt bộ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Chúng ta phải quán luật nhân quả. Nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó mà được toàn thiện vậy. Thì nếu đồng đạo nắm vững các cơ sở này thì coi như là chúng ta suy xét cho minh lý, hoàn thiện điều luật cấm thứ bảy, đời đạo viên dung, là coi như là chúng ta không có còn phạm nữa. Đến điều cuối cùng, điều thứ 8, công tác. Ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Vậy thì điều đó cấm thứ 8 này Đức Thầy dạy, thứ nhất là chúng ta phải đoàn kết, phải thương yêu lẫn nhau như con một cha đó. Như vậy thì mỗi đồng đạo chúng ta bắt đầu mình xét nè, phận tôi xét, phận đồng đạo xét. Nếu như tôi yêu thương tất cả quý vị như con một cha, tốt, đó là tôi không phạm giới luật. Mà giờ này tôi yêu thương người này, tôi còn ghét người kia, tôi còn quán người nọ, là đó là tôi đang phạm giới luật. Tôi phải coi tôi lại, điều chỉnh tôi lại, điều chỉnh hệ tư tưởng tôi lại, điều chỉnh tâm lý của tôi lại, để tôi làm sao phải thương yêu lẫn nhau như con một cha. Và tất cả quý vị khi nghe lời Đức Thầy dạy ở trong này, quý đồng đạo cũng phải quán như tôi. Mỗi đồng đạo chúng ta tự quán đi, là chúng ta sẽ cảm nhận mình là người phạm giới hay không, mà chúng ta biết liền. Khó đồng đạo. Nếu mà giờ này mình quán được, mình trong nội tâm mình thương yêu lẫn nhau như con một cha, là chúng ta thành Phật đó. Không phải là đơn giản đồng đạo à. Thật sự là như vậy. Nhưng mà nếu nói về tình dân tộc, chúng ta là con một cha mà. Cha chúng ta là Lạc Long Quân, mẹ chúng ta là Âu Cơ đồng đạo. Làm gần với những tỉnh xa, lúc xưa thì cũng ruột đà với nhau. Hoặc giả Đức Thầy dạy đừng chia lìa Bắc Tổ Nam Tông, chỉ biết giống Lạc Hồng Thượng Cổ. Cho nên hôm nay Đức Thầy muốn đưa dạy chúng ta về tinh thần dân tộc, bởi vì chúng ta là con một cha. Nhưng mà giờ này chúng ta quên đúng không đồng đạo? Giống Hồng Lạc Kim Chi Ngọc Diệp, nay đổi về nhiều sự thấp hèn. Mình là con rồng cháu lạc, mình là Kim Chi Ngọc Diệp, cành vàng lá ngọc đó.
Nhưng mà giờ này chúng ta quên, chúng ta đã mất tùng thánh tiên. Do đó cho nên Đức Thầy đưa ra cái món đạo này để chúng ta quay lại với cội nguồn dân tộc. Cội nguồn dân tộc là một cha. Rồi giờ này đón gốc đạo, tất cả chúng ta đều có điểm chung, giàu người giàu, người nghèo, người nam, người nữ, người thông minh, người dốt nát. Nhưng mà tất cả chúng ta đều có hằng hữu. Hằng hữu đó là các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng ngoại tà nên quay lộn ta bà có khổ. Tất cả chúng ta đều có Phật tánh, đều có một cái khả năng tuyệt vời thành Phật. Dù ở cấp độ nào nhưng mà chúng ta đều có khả năng thành Phật. Dù người này xấu người tệ nhưng mà trong mắt của mình nhìn người này là Phật sẽ thành, là Phật tương lai. Nói cách dễ hiểu, phần đầu này đồng đạo phải nhìn làm sao tôi nhìn đồng đạo là Phật, là Bồ Tát của tôi. Đồng đạo nhìn tôi là Phật, là Bồ Tát của đồng đạo. Nếu lúc chúng ta có một cách nhìn đó mà liên thông với nhau thì chúng ta không còn ai ố sương si đồng đạo. Ai cũng là Phật, ai cũng Bồ Tát hết. Thì lúc nào mình cũng thấy mình là thấp hèn, lúc nào cũng thấy mình là nhỏ. Thì từ chỗ mình thấp hèn, từ chỗ mình nhỏ đó, thì mình không có còn phân biệt bất phân nhân với ngã từ ở cái chỗ đó. Còn nếu chúng ta lúc nào cũng thấy mình cao, mình thấy người ta không bằng mình, cái bản ngã nó sân si nó nổi lên, thì không bao giờ chúng ta biết tôn trọng người khác đồng đạo. Và đồng thời ở đây Đức Thầy dạy rất rõ, thương yêu lẫn nhau như con một cha là cái nhân, là một phương tiện. Có thương yêu lẫn nhau như con một cha, chúng ta mới dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Mà nếu không thương yêu lẫn nhau như con một cha, chúng ta không thể nào dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức được. Cho nên nếu mà đạo chúng ta mà chia nhiều nhóm, chia nhiều phe quá, thì làm sao mà dìu dắt được đồng đạo. Trong khi Đức Thầy đang ra ước đắc đỏ là ước mơ cho được đại đồng tràn về khắp cả lạc lòng lạc hồng thánh thế, hoặc giả Thầy dạy là viết một ngọn lưỡi này một tắt đem đạo lành mang nảy nơi nơi, mãn cờ công bá tánh thảnh thơi khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Cảm ơn đồng đạo. Thì đồng đạo phải nhớ những cái tâm niệm này để chúng ta cố gắng thực hiện. Và ý thứ hai nữa Đức Thầy dạy, ngoài thương yêu lẫn nhau như con một cha, cái gì dắt lẫn nhau một con đường đạo đức, thì Đức Thầy mới dạy thêm, nếu ai giữ đạo trọn lành trọn sáng. Vậy thì trọn lành trọn sáng là nhân, cho nên có trọn lành trọn sáng chúng ta mới về nơi cõi Tây Phương an dưỡng được. Mà nếu như trong kiếp sống hiện tại này tôi và vị không trọn lành, không trọn sáng, thì chúng ta cũng không thể nào về cõi Phật được đồng đạo. Cho nên hôm nay pháp tu nào để trọn lành, muốn trọn lành thì đồng đạo chúng ta phải làm lành, phải làm từ thiện. Nhưng mà làm lành, làm từ thiện chưa có trọn lành. Bởi vì trọn lành là phải dứt trừ các điều ác mới trọn lành, đúng không? Chúng ta làm lành mà chúng ta vẫn còn làm ác thì làm sao mà trọn lành nữa được. Một người trọn lành là người này không còn làm ác. Mà người muốn kiếm một người không còn làm ác thì người này phải hành thập thiện nghiệp, phải dứt trừ 10 điều ác, lúc ấy chúng ta mới không ác. Còn đồng đạo còn phạm một trong 10 điều ác thì đồng đạo chúng ta còn ác, chúng ta không có trọn lành. Vì vậy cho nên hôm nay muốn đạt được trọn lành, một mặt là chúng ta làm từ thiện giúp đời, mặt khác đồng đạo chúng ta phải tránh tâm nghiệp chừa thập ác hành thập thiện. Thân chúng ta không sát sanh bạo tặc tà dâm, lưỡi chúng ta mở miệng ra không nghĩ, không lưỡng thiện ý ngôn bất khẩu vọng ngữ, trong tâm ý chúng ta không tham lam sân độ mê si, thì đó cộng thêm công tác từ thiện như chúng ta bàn thì đó là trọn lành đó. Rồi cái thứ hai đó là trọn sáng. Trọn sáng chúng ta phải cộng một trong ba phương pháp sau đây. Thứ nhất là đồng đạo chúng ta kiên trì giữ cái luật 8 điều tam cấm này. Đây là một cái mặt bằng giới định huệ để giúp cho chúng ta trọn sáng. Đồng đạo thực hiện theo 8 điều tam cấm của Đức Thầy đưa cho chúng ta đạt cái kết quả là trọn sáng. Ý thứ hai, bên cạnh giữ điều tam cấm, đồng đạo chúng ta phải có bát chánh đạo. Bát chánh đạo là con đường trọn sáng. Ngày xưa Đức Phật dạy đây là bát thánh đạo, là 8 con đường đưa chúng ta chứng được thánh quả. Vì vậy nên muốn trọn sáng thì chúng ta phải có chánh kiến, chánh tư duy, rồi chánh nghiệm, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm, chánh định. Chúng ta không có 8 điều bà vào trong này thì đó là trọn sáng. Và cái thứ ba muốn được trọn sáng thì dễ thực hiện nhất, hằng hữu nhất là mỗi đồng đạo chúng ta phải ráng niệm Phật. Lục tự trì tâm là phương phép, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời, như Đức Thầy chúng ta dạy. Mỗi đồng đạo chúng ta phải Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không để gì thật khác. Chúng ta niệm Phật chừng nào càng niệm càng sáng. Chúng ta niệm Phật lúc đầu thắp lên ngọn đèn trong, chúng ta niệm Phật lâu ngày thắp ngọn đèn mang xong, chúng ta niệm Phật lâu ngày cả nhà mình đèn điện sáng hết. Mà chúng ta niệm niệm đến nhất tâm bất loạn là chúng ta đã đem được cái phần trăng nhật nguyện sáng khắp thế gian này vào trong nội tâm của mình. Lúc bây giờ ma tà quỷ quái
Lúc bây giờ ma tà yêu quái trong góc khuất tâm hồn chúng ta nó không còn chỗ trú thân, ánh sáng bên đâu thì ma tà nó mất hết đồng đạo. Vì vậy cho nên chỉ cần đồng đạo niệm Phật nhất tâm bất loạn thì chúng ta đã được trọn sáng rồi. Mà muốn sáng để cùng còn vấn đề chúng ta niệm bản lai thanh tịnh thì đó là đến cái tuyệt vời của cái sáng. Như vậy thì nếu chúng ta chọn làm trọn sáng thì Đức Thầy đã khẳng định đây là một con đường về cõi Phật. Vì vậy cho nên nếu ai chỉ đặng trọn sàng, trọn lành, trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, như vậy lúc bây giờ chúng ta đã về cực lạc, ảnh tới an dưỡng thôi. Và đồng thời đạo chúng ta là Bồ Tát đạo, con đường chúng ta đi chưa dừng lại khi về Tây Phương, mà về bên kia Đức Thầy dạy là học đạo cho hoàn toàn. Như vậy thì học đạo cho hoàn toàn nghĩa là mỗi đồng đạo chúng ta học Bồ Tát hạnh, học Bồ Tát hạnh, về cõi Tây Phương học tiếp Bồ Tát hạnh. Để chi? Để chúng ta trở lại cứu quốc chúng sanh. Như vậy thì trở lại cứu quốc chúng sanh còn gọi là nhất sanh bổ xứ, sanh lại cõi đời này lần cuối cùng. Chúng ta về bên kia chúng ta còn quay lại đó nghe đồng đạo, mình còn quay lại đó, quay lại cái độ đó. Cho nên trong hội trường này nếu người nào đắc đạo trước thì về cực lạc học xong rồi quay lại độ chúng tôi. Mà nếu chúng tôi đắc trước chúng tôi sẽ độ quý vị. Đây là cái điều kiện đương nhiên trong cuộc đời tu của chúng ta thôi đồng đạo. Và từ đó chúng ta thấy được cái sự đặc biệt trong tám điều năm cấm. Vậy thì học đạo cho hoàn toàn trở lại cứu vớt chúng sanh, cứu vớt chúng sanh xong là chúng ta về đâu nè? Đặt thêm vấn đề coi, khi mà chúng ta cứu vớt chúng sanh xong thì chúng ta về cực lạc. Và chính như vậy cực lạc mà chúng ta thành Phật, đây còn gọi là tam giác đồng đạo à. Học đạo cho hoàn toàn gọi là tự giác, trở lại cứu vớt chúng sanh gọi là giác tha, tự giác cộng giác tha bằng giác hạnh viên mãn. Lúc bây giờ chúng ta có từ bi hỷ xả Phật ban phép lành thì lúc bây giờ chúng ta thành Phật rồi. Ở đây là cái quả vị cuối cùng này, chúng ta thành Phật khi chúng ta hoàn mãn Bồ Tát hạnh, trở lại cứu vớt chúng sanh. Như vậy điều đã cấm thứ 8 là một cái mốc ngoặt quan trọng để Đức Thầy dạy chúng ta chẳng những tu thành Bồ Tát mà chúng ta còn thành Phật. Đáng lẽ ở đây là xong chắc nhưng mà chưa xong, Đức Thầy còn đưa thêm cái phần phụ đề. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc nên thường có chạy giảng mà giữ gìn phong quán nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức chi đọt. Vậy thì cái phần phụ đề này Đức Thầy nhắc lại, ôn lại cho chúng ta nhớ những cái phần quan trọng. Thứ nhất là đồng đạo nhớ kỹ, Đức Thầy dạy lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng, cũng giống như khi đã coi giảng mà chúng ta bàn hồi nãy. Mà nếu giờ này rảnh việc chúng ta đi chơi, rảnh việc chúng ta đi cà phê, rảnh việc chúng ta đi già chuyện thế này thế khác là chúng ta phạm với luật rồi. Chúng ta chỉ được quyền làm ăn, rảnh thì có kệ giảng, không làm ăn ngoài việc làm ăn chúng ta có kệ giảng, trừ trường hợp đám tiệc gì đó bắt mắt gì thì chúng ta mới để cái thời gian trống thôi đồng đạo. Cho nên mình phải nhận định điều này. Và đồng thời ngoài cái việc lúc rảnh định có kệ giảng thì Đức Thầy dạy thêm là chúng ta là con dân Việt Nam gánh gồng bảo bọc gian sang, giữ gìn biên cảnh mà an đời đời, trong họ mới thảnh thơi nhàn nhã, lo đắp bồi văn hóa ngàn năm. Vì vậy cho nên bản sắc văn hóa đây là thuộc về cái riêng biệt của đất nước Việt Nam chúng ta. Mà mỗi người dân Việt Nam trong 54 dân tộc anh em, trong cái hình công chữ S này, lúc nào chúng ta phải giữ gìn cái bản sắc văn hóa, những cái đình thần miễu môn, những cái ngày Tết, rồi những cái ngày dỗ tổ hùng vương, những cái ngày kỷ niệm, những cái quan hôn tam thế, thì những cái đó chúng ta phải giữ. Và đồng thời bên cạnh đó Đức Thầy dạy chúng ta phải bỏ hết những cái sự dị đoan mê tín, và chúng ta nên bỏ luôn cả những cái hủ bại, tức là những cái nét văn hóa hủ bại đó mà làm cho đạo đức suy đồi. Thì mỗi đồng đạo chúng ta phải có kinh nghiệm mình mới thực hiện được các điều này. Và ngoài cái phần phụ đề này, Đức Thầy mới tóm lại 28 từ qua 4 câu kệ đạo pháp thường hay dung mấy quả. Xét người cho tội xét thân ta, nếu người rõ phận vui lòng thứ ta, thứ được cười người thứ ta. Vậy thì 4 câu kệ này còn gọi là một cái phương pháp tu hành, gọi là cái nghệ thuật sống đồng đạo. Nghệ thuật sống trong cách ăn ở cư xử người tín đồ Phật giáo hòa hảo với người tín đồ Phật giáo hòa hảo và với cộng đồng. Cho nên hôm nay bước vào đạo học Phật pháp thì chúng ta phải khoan dung, chúng ta phải hòa hiệp. Mà nếu chúng ta là người học Phật, người tu mình không khoan dung, không hòa hiệp thì chúng ta đâu có tu hành gì đâu đồng đạo. Và đồng thời ngoài cái việc khoan dung hòa hiệp để thể hiện được tinh thần cái chữ hòa trong đạo Phật giáo hòa hảo, thì Đức Thầy còn dạy thêm một cái nghệ thuật sống nữa trong cách ăn ở, gọi là tiên sử kỹ hậu lai sử bỉ, bắt lỗi người phải xét lỗi mình. Vì vậy cho nên trên đời này xin thưa đồng đạo không ai trọn vẹn. Mình muốn xét lỗi người ta, mình muốn bắt lỗi người ta, chúng ta bắt lỗi mình trước. Mà nếu con người nào thực hiện được theo cái quy trình này thì con người đó tốt lắm. Và đồng thời trên đời này phải có sự tha thứ cho nhau.
Cho nên hôm nay dù cái người kia trước đây có làm khổ làm hại mình, nhưng giờ này người ta biết ăn năn cải hối, thì mình không có lý do gì mà mình phải nói gọn là mình bỏ người ta. Mình phải luôn luôn mở rộng vòng tay. Cho nên ông bà mình cũng dạy, đánh người bỏ đi chứ ai mà đánh người quay trở lại, đồng đạo. Mình phải sẵn sàng tha thứ nếu như người ta đến với mình, trở lại với mình. Cũng giống như ngày xưa Ương Quạt Ma vậy, dầu rằng cực ác cực độc càng vô não, nhưng mà khi phóng địa đồ đao lập địa thành Phật, khi phóng đồ đao lập địa thành Phật, Đức Phật mở rộng vòng tay để che chở, để cứu vớt và để truyền pháp, cuối cùng vị này đắc đạo. Vì vậy nên trong cuộc sống hàng ngày, đây là một cái châm ngôn mà chúng ta cần phải thực hiện. Khi mình chưa tu hoặc là trước đó, người đó làm hại mình, không ưa mình, ghét mình ghét họ lắm, ghét cây ghét đắt. Nhưng mà giờ này khi mà họ biết, họ quay về, thì chúng ta không được quyền đem cái chuyện xưa, giống như Đức Thầy dạy chuyện người chớ móc chớ môi, hãy đeo lương thiện mà soi lấy mình. Mình phải luôn luôn khoan dung tha thứ, thì đó là chúng ta thực hiện được trọn vẹn qua bốn câu kệ sau cùng. Như vậy thì bài tám điều răn cấm còn gọi là lời khuyên bổn đạo, thì đồng đạo thấy đây là một phương pháp tu. Phương pháp tu này còn gọi là học Phật tu nhân của đạo Phật giáo và ảo. Phương pháp tu này còn gọi là thiền tĩnh song tu, còn gọi là phước huệ song tu. Tất cả đây còn gọi là tổng hợp pháp môn 449 từ này. Như vậy thì 449 từ này là một pháp môn tu, bao gồm cả phước huệ song tu, bao gồm cả thiền tịnh song tu. Và đây cũng là một cái con đường về cõi Phật hành động. Chỉ cần đồng đạo chúng ta cố gắng thực hiện từ điều thứ nhất, từ lời nói đầu, từ điều thứ nhất đến điều thứ 8, luôn cả phần phụ đề và bốn câu kệ sau cùng, thì tôi tin tưởng rằng hiện tại chúng ta sẽ xây dựng được một cái cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Mình sẽ trở thành một tín đồ ngoan đạo. Và đây là cái chất của người tín đồ Phật giáo và ảo. Thật sự đến đây chúng ta phải trở thành tín đồ, bởi vì Đức Thầy dạy không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà không giữ luật, kẻ nào làm trái luật lệ trong sự đạo đức, dầu không xưng thôi đạo hay chưa bị vô lên, cũng bị trách nhiệm việc làm của họ và bị coi như kẻ ngoại đạo. Thì đến đây chúng ta mới thật sự được Đức Thầy công nhận chúng ta là tín đồ. Và đồng thời khi Đức Thầy công nhận chúng ta là tín đồ, thì Đức Thầy sẽ hỗ trợ, sẽ cứu giúp đường tu chúng ta phát triển. Khi còn sống chúng ta không gây tạo nghiệp, chúng ta trả nợ, ân nợ, nghiệp nợ, gây tạo phúc đức, thì tương lai tất cả chúng ta sẽ giải thoát nhờ thực hiện đúng theo bài lời phim bổn đạo tám điều răn cấm này. Cuối cùng tất cả chúng ta sẽ được gặp Thầy, tớ Thầy, tôi chú cùng nhau gặp khắp hết thế gian thoát chung cùng. Kính thưa đồng đạo, thì cũng đã 9:30, thì đến đây chúng tôi cũng đã làm xong cái nhiệm vụ của mình. Nhìn bài thái nét qua bài lời tuyên bộ bổn đạo, tức là tám điều răn cấm, thì đến đây chúng tôi đã làm xong cái trách nhiệm của mình trong sự phân công được trở về đây. Thì trong quá trình chia sẻ không sao tránh khỏi những sơ sót nhất định, cũng ngưỡng mong cái đồng đạo niệm tình lượng thứ. Và cuối cùng thì chúng tôi rất là kính cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời sắp xếp ngày hôm nay chúng tôi được về đây, và cũng cảm ơn tất cả các ban trị sự xa gần đã dành cả thời gian nhất định cho chúng tôi trình bày qua cái bài lời tuyên bổn đạo, tức là tám điều răn cấm. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng tinh tấn tu hành đúng theo lời Đức Thầy đã dạy, đó là dạy đạo đức, người tu đạt lý, mong cho người hữu chí làm theo, không làm thì ác lam mang eo, làm xong vượt khỏi qua đèo trong gai. Trân trọng kính chào, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật. Cầm được hai cái. Xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn giáo viên ban huấn luyện giáo lý trung ương Phan Chí Tâm thiết đề tài tám điều răn cấm rất là sâu sắc, cho do đồng đạo chúng ta bỏ những cái gì được, bỏ được cứ bỏ, thì chưa bỏ được thì cố gắng bỏ. Mời những quý đồng đạo mình cho giáo lý viên một tràng pháo tay quý vị. Mời những quý đồng đạo mình giải lao 15 phút. Nam